Một vị thiên vương đời trước giáng trần tu luyện, nhưng lại say đắm trần gian, không muốn rời đi. Chư vị thiên nhân nghi ngờ, trần gian có gì hấp dẫn khiến thiên vương không muốn về, nên các vị thiên nhân cũng giáng trần xem thử. Kết quả những vị thiên nhân giáng trần cũng giống thiên vương, say đắm trần gian, không muốn về thiên giới. Đây chính là trần gian sao? Ê, đến đây, giúp tôi một tay kéo lên với. Không ngờ nhảy lầu, vẫn còn gặp được người đồng minh. Làm quen nhé. Tôi tên là Lý Minh Nguyệt. Tiêu Phàm. Sao cô lại tuyệt vọng thế? Tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Chẳng những không có tiền chữa trị, mà dù có tiền cũng chỉ sống thêm vài tháng thôi. Tôi cũng không muốn vậy. Tôi còn rất nhiều việc chưa làm. Thiên vương, đợi đã. Cái gì vậy? Đây là mục tiêu tôi đặc biệt thiết kế. Để thiên vương du lịch trần gian, tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Chỉ cần hoàn thành các mục tiêu trên đây, sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của ngài sau này. Tôi có thể giúp cô. Không cần đâu, dù tôi tuy sợ, nhưng ở đây cao thế, chắc chắn sẽ không đau đớn lâu. Chỉ trong chốc lát thôi. Ý tôi là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của cô. Tôi có thể giúp cô. Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá à? Hay là anh có truyền thừa y thuật gì đó? Tôi không biết y thuật, nhưng tôi thực sự có thể giúp cô. Vậy thì thử xem. Tôi xem anh giúp tôi thế nào. Tuy Tiêu Phàm chỉ là một vị thiên vương, dù ông không biết y thuật, nhưng ông có cách khác. Chỉ cần phá vỡ thân xác ban đầu của Lý Minh Nguyệt, giúp cô ta tạo lại một cơ thể mới là được. Đó là phương pháp của thiên vương. Quần áo tôi đâu? Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Tối qua tôi đã cứu cô. Vậy sao anh lại về nhà tôi được? Tại sao quần áo của tôi đi đâu mất? Sao tôi không nhớ gì cả vậy? Còn gì cần tôi giúp đỡ nữa không? Cứ nói đi. Sau khi Tiêu Phàm giúp Lý Minh Nguyệt tạo lại cơ thể tối qua, thì thấy những dòng chữ trên quyển sách vẫn không biến mất. Nghĩa là anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ giúp Lý Minh Nguyệt, nên sau đó Tiêu Phàm đưa Lý Minh Nguyệt về nhà để xem còn có thể giúp gì nữa không. Lúc này Lý Minh Nguyệt cũng tỉnh lại, nhớ lại chuyện tối qua, đoán rằng có lẽ mình xây rồi ra người, nên Tiêu Phàm mới cởi quần áo giúp, và mình cũng không bị xâm hại. Lý Minh Nguyệt không nói gì thêm, chuẩn bị đi tắm trước. Nhưng khi đến gương thì thấy thân thể có sự thay đổi. Sao da tôi trắng đẹp thế này? Mỡ bụng cũng biến mất rồi, và vòng một cũng to hơn một chút. Có lẽ vẫn còn say đấy thôi. Tắm xong rồi ngủ tiếp vậy. Một lúc sau, Lý Minh Nguyệt tắm xong ra khỏi phòng tắm, thì thấy Tiêu Phàm chỉ vào tivi trước mặt, nói với cô ta, bệ hạ vẫn muốn xem cái này. Không ngờ, hắn vẫn là một thiếu niên hâm, tự xưng là bệ hạ. Cái anh đang xem là chương trình của đài truyền hình, mỗi ngày chỉ có 2 tập thôi. Anh muốn xem thì vào trang web xem đi. Trang web ở đâu? Đi thế nào? Lý Minh Nguyệt thở dài, cầm remote, tìm cho Tiêu Phàm bộ phim anh ta muốn xem, rồi bấm phát. Anh xem đi nhé. Tôi đi ngủ đây. Đẩy đi. Anh thực sự bị hâm thật. Một lúc sau, Lý Minh Nguyệt thức dậy, đến phòng khách, thì thấy Tiêu Phàm cầm remote nói với cô. Không xem được nữa rồi. Phải trả tiền mới xem tiếp được. Tôi muốn xem. Quá đắt, không thể đăng ký được. Vậy, anh có đói không? Tôi mời anh đi ăn nhé. Coi như đền đáp anh. Được. Vậy anh đợi tôi một lát. Với lại anh có thể thay một bộ đồ khác không? Không thì tôi không dám đi gần anh ngoài đường đâu. Sau khi Lý Minh Nguyệt đi, Tiêu Phàm nhìn bộ pháp khí thiên vương trên người mình, rồi nhìn trang phục của người trên TV. Sau đó tâm niệm khởi lên, bộ pháp khí thiên vương trên người bắt đầu biến hóa, tóc cũng bắt đầu ngắn lại, cuối cùng trở thành trang phục giống trên TV. Đẹp hơn cái tóc giả của anh nhiều phải không? Đến chụp ảnh chung nhé, kỷ niệm tâm tình của chúng ta. Anh cười lên nào. Thôi, khỏi cười vậy. Nhìn vào ống kính đi. Sau đó Lý Minh Nguyệt dẫn Tiêu Phàm đi ăn.
rồi đi siêu thị, xem phim. Cho đến tối hai người về đến chân chung cư của Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt cúi chào Tiêu Phàm, nói, cảm ơn anh hôm nay. Tôi rất vui. Vậy cô còn cần tôi giúp gì nữa không? Không cần nữa, tôi đã rất hài lòng rồi. Nói xong Lý Minh Nguyệt quay lưng định lên lầu. Lúc Lý Minh Nguyệt quay lưng, Tiêu Phàm lặng lẽ giăng một đạo trận lên lưng Lý Minh Nguyệt. Như vậy dù nhìn khắp thiên giới cũng không có mấy người có thể hại được mạng cô ta. Vậy ta hãy tìm hiểu thế giới này trước đã. Tiêu Phàm nhắm mắt triển khai thần niệm. Tức thì toàn bộ hành tinh đều bị thần niệm của Tiêu Phàm bao phủ. Anh muốn xem thế giới này có tu luyện giả hay không. Đúng rồi, Lý Minh Nguyệt nói, phải trả tiền mới xem được trang web. Vậy trước tiên phải kiếm tiền của thế giới này đã. Hai viên đan đó của ngươi, giá bao nhiêu tiền? Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện đột ngột thế? Ta không thể phát hiện. Chẳng lẽ là đến cướp gia bảo nhà Trần? Ăn một đòn nặng của lão phu mà hắn vẫn bình thường. Ngươi đừng phí sức nữa. Nếu ta muốn hại ngươi, chỉ là chuyện nhẹ nhàng thôi. Vậy bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta lúc nãy chưa? Đây là bảo khí truyền thừa của tổ tông. Nếu đại nhân muốn, tôi xin dâng hiến tận tay. Ai cần thứ đó của ngươi? Ta hỏi là bao nhiêu tiền? Đôi bảo khí này tuy không cao cấp, nhưng nếu đem ra đấu giá cũng đáng giá hàng tỷ. Ngươi gọi hai viên mô nguyên linh thạch cấp thấp là bảo khí à? Vậy cái này gọi là gì? Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra một viên tiên thạch thông thường. Tức thì, toàn bộ không gian đều bị tiên khí từ viên tiên thạch tỏa ra bao phủ. Tiêu Phàm cũng có tiên thạch cấp cao nhất. Chỉ là nếu đem ra bất ngờ, em rằng lão nhân này sẽ bị tiên khí hùng hậu tỏa ra mà trực tiếp trấn áp. Ta thấy ngươi có đan dược, hẳn cũng là người hiểu đạo, nên ta muốn giao dịch với ngươi. Đại nhân muốn dùng bảo vật này để đổi đôi bảo khí trong tay tôi à? Không, thứ ta cần tiền cơ. Có vấn đề gì không? Không biết, đại nhân cần bao nhiêu tiền? Đại nhân cứ nói ra là được. Đại nhân, nói thật, tôi mua không nổi bảo vật này. Và tôi tin rằng cả tỉnh Giang Nam không có gia tộc nào mua nổi bảo vật của đại nhân. Tiền mở gói xem phim còn không đủ sao? Đại nhân nói cái gì vậy? Gói xem phim, ngươi có biết không? Biết. Vậy có mở được không? Có thể mở, nhưng mà miễn là có tiền là được, lấy tiền ra đi. Lão nhân tưởng Tiêu Phàm đang đùa, nhưng ông cũng không nghĩ mình chỉ cần vài chục tệ là mua được bảo vật này, nên ông cắn răng lấy ra một thẻ ngân hàng đen. Đại nhân, thẻ này có một ít tiền, nếu đại nhân cần thì dùng tạm. Còn về bảo vật này, tôi mua không nổi, nhưng tôi tin các gia tộc khác sẽ quan tâm đến nó. Khi tôi loan tin ra ngoài, rồi tập hợp họ lại, lúc đó con tài chính của các gia tộc lớn sẽ cố gắng đưa ra một mức giá hợp lý cho đại nhân. Xem có được không đại nhân? Được rồi, quyết thế đi. Vậy lúc đó làm sao liên lạc với đại nhân? Tôi tên Tiêu Phàm, có việc gì cứ gọi tên tôi, tôi sẽ cảm ứng được. Nói là đến, nói đi là đi. Thủ đoạn gì vậy? Chẳng lẽ Tiêu Phàm là một vị tiên nhân? Tiêu Phàm, không có việc gì, đừng gọi tên tôi. Có việc gì gọi tôi, sẽ lập tức đến ngay. Tiêu Phàm, anh vào nhà tôi bằng cách nào vậy? Câu hỏi này cô đã hỏi tối qua rồi. Ê, anh nghe điện thoại đi chứ. Chiếc điện thoại trên bàn là chiếc Tiêu Phàm mới mua tối qua, để liên kết thẻ ngân hàng và mở gói xem phim. Anh không nghe à? Cứ nghe cho. Xin chào, đây là tổng đài chăm sóc khách hàng của Cà Chua TV. Xin hỏi ông là ông Tiêu phải không? Ông ấy đang ở bên cạnh, không tiện nói chuyện. Cô cứ nói đi. Được rồi, vậy là thế này. Tài khoản xem phim của ông Tiêu vừa mở gói thành viên, tôi muốn xác nhận lại với ông. Chỉ là gói xem phim thôi mà, cần xác nhận làm gì? Nếu mở bình thường thì không cần. Nhưng lúc nãy, ông Tiêu Phàm đã mở gói xem phim 10.000 năm. Điều này gây chú ý của cấp trên chúng tôi, nên chúng tôi gọi điện để xác nhận lại. Liệu có phải là sự nhầm lẫn không?
Dù sao số tiền liên quan khá lớn. Nếu là nhầm lẫn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền. Ồ gì, 10.000 năm à? Đúng vậy, tôi thực sự đã mở gói 10.000 năm. Vậy nếu ông Tiêu Phàm khẳng định không nhầm lẫn, tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Chúc ông sống vui vẻ. Chẳng lẽ anh ta là con nhà giàu? Đừng nói là để tôi làm đại sư tỷ phái tinh tú. Cho dù làm trưởng môn tôi cũng không làm đâu. Người đàn ông vì xem phim trên trang web video đã mở gói thành viên cao cấp 10.000 năm một lần. Chỉ vì người đàn ông này là đại thiên vương hạ giới tu luyện, gần đây say mê phim võ hiệp của nhân gian. Tôi đã sống hơn 90.000 tuổi rồi, mở gói thành viên 10.000 năm có vấn đề gì à? Hàng trăm triệu để mở gói TV, không phải bị bệnh tâm thần, mà là có quá nhiều tiền không biết tiêu ở đâu. Thật là một kẻ phung phí. Vậy để tôi gọi đồ ăn ngoài trên điện thoại của anh nhé. Tiêu Phàm lúc này đang say mê xem đoạn hay của phim truyền hình, hoàn toàn không có thời gian để đáp lại lời nói của Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt tự mình cầm lấy điện thoại của Tiêu Phàm và gọi đồ ăn ngoài, thậm chí còn gọi loại đắt tiền nhất. Anh ta nói phung phí hàng trăm triệu thì đã phung phí rồi, chỉ vài trăm tệ để ăn một bữa ngon cũng không có gì to tát. Hai người đang chờ đồ ăn ngoài được giao tới. Trong khi đó, ở tỉnh Giang Nam cách xa hàng ngàn dặm, gia tộc Trần đã tập hợp nhiều gia tộc lớn lại với nhau. Chỉ vì lão Trần đã phát ra tin rằng ông ta có một bảo vật tiên do chính tay tiên nhân tạo ra. Các vị, đêm qua tôi gặp một vị tiên nhân, ông ấy muốn đổi bảo vật tiên lấy tiền, nên hôm nay tôi triệu tập mọi người là muốn gom góp tài sản của mọi người lại, xem vị tiên nhân đó có muốn ban tặng bảo vật tiên cho chúng ta không. Lão Trần, ông đang kể chuyện cổ tích à? Tiên nhân bảo vật tiên gì vậy? Ông cứ đưa ra xem nào. Thật không ngờ là dùng hộp bằng tuyệt linh thạch. Gia tộc Trần đã phải bỏ ra một giá lớn đấy. Hẳn là để ngăn cách vật bên trong, không để khí tức tỏa ra ngoài. Nhưng chỉ riêng cái hộp này cũng đủ khiến ta tò mò về vật bên trong rồi. Lão Trần cũng không giải thích với các gia tộc, mà trực tiếp mở hộp cho mọi người xem. Tuy chỉ mở một khe hở nhỏ, nhưng một luồng linh khí tinh khiết và đậm đặc tới cực điểm đã tỏa ra ngoài. Linh khí đậm đặc thật, ta thậm chí cảm thấy cảnh giới của mình lung lay. Rốt cuộc đây là bảo vật gì vậy? Chỉ là linh khí tỏa ra ngoài đã kinh khủng như vậy rồi. Mọi người tưởng linh khí đã tan đi, nhưng không ngờ đó là thiên khí mà Tiêu Phàm đã đưa cho lão Trần, tỏa ra từ thiên sứ, cấp bậc không biết cao hơn linh khí bao nhiêu. Và khi thiên khí dần dần tỏa ra, trong đám người có mặt đã có người sau khi hấp thụ thiên khí đã đột phá tu vi. Trong đó, đứng đầu họ Duệ, hơn 10 năm qua, vẫn ở đạt đỉnh cao cảnh giới bát phẩm vũ giả. Lúc này đột nhiên vượt qua được cửa ải, trở thành cựu phẩm vũ giả, thực lực còn đang không ngừng tăng lên. Bảo vật này, nhà Lâm ta muốn. Ý gì vậy? Muốn chiếm hữu bảo vật này dùng một mình à? Sao lại gọi là chiếm hữu? Nhà Lâm chúng tôi trả 10 triệu. Chúng tôi ra giá 10 triệu. Ông tôi có nói, bảo vật tiên này không phải của nhà Trần, mà là do một vị tiên nhân gửi gắm. Tiên nhân cái con khỉ. Đừng tưởng ta không biết nhà Trần muốn gì. Bảo vật này chỉ là nhà Trần vô tình có được. Biết mình không đủ sức độc chiếm, nên mới triệu tập chúng ta, muốn nhờ đó kiếm được một khoản lớn, đồng thời cũng để cùng chúng ta nắm giữ bảo vật này. Đúng không? Trước lời vu khống của một kẻ nhỏ tuổi nhà Lâm, lão Trần không thể nói gì để phản bác. Bởi lão Trần đã rất cao tuổi rồi, chỉ là tứ phẩm vũ giả, thực lực còn kém hơn một số trẻ tuổi trong nhà. Được rồi, nếu chủ nhà Trần không đồng ý 10 triệu, vậy ta tự quyết định, gấp 10 lần lên, 100 triệu. Ta đã nói rồi, bảo vật tiên này không phải của ta, mà thuộc về một vị tiên nhân. Đứng đầu họ Lâm, nếu nhà các người không muốn bỏ tiền ra, thì xin mời về đi. Cho mặt mũi không cho mặt mũi. Huynh Lý, nhà Lâm các người làm vậy, có hơi quá đáng không? Đây là việc của ta với nhà Trần. Nhà Duệ cũng muốn nhúng tay vào à? Đây không phải là việc của riêng ngươi và nhà Trần. Chúng ta được triệu tới, tự nhiên cũng liên quan đến việc này. Nếu quả thật là do tiên nhân gửi gắm, nhà Duệ chúng tôi cũng sẵn lòng bỏ tiền ra, cùng nhà Trần nắm giữ bảo vật này. Lão Trần, ông nói, nếu quả là tiên nhân, thì ông nói xem vị tiên nhân đó tên gì? Người ấy ở đâu? Tên họ của bậc tiên nhân, không thể trực tiếp xưng hô. Hừ, quả nhiên là lời dối trá. Cháu trai, cứ đi lấy bảo vật đi, xem ai dám ngăn cản ta. Các ngươi nhà Lâm, còn muốn cướp giật nữa à? Cháu ơi, khốn nạn, ta mới chỉ đạt cửu phẩm, chưa phải là đối thủ của tên đứng đầu họ Lâm. Lão Trần, ông cứ giao nó ra đi, không thì ông cũng phải chịu chết ở đây. Và không chỉ một mình ông, cả gia tộc Trần, ta có thể diệt sạch bất cứ lúc nào.
Đại nhân là người. Lão Trần vẫn gọi tên tên nhóc là đại nhân. Bị ngó linh thạch rồi à? Chẳng lẽ đây chính là vị tiên nhân mà lão Trần nói? Ta đã đổi viên thiên thạch đó lấy tiền của ngươi, nhưng ngươi lại khiến ta vướng phải nhân của. Lúc nãy Tiêu Phàm đang xem TV, đang đến đoạn hay nhất thì bỗng nhiên cảm ứng được có nhân của Vấn Vương. Ban đầu Tiêu Phàm chỉ định đổi thiên thạch lấy tiền với lão Trần. Nhân của giữa hai người phải kết thúc ở đó, nhưng không ngờ lão Trần lại lợi dụng danh nghĩa của anh gây ra cái chết. Tự nhiên nhân của đó cũng vấn vương đến Tiêu Phàm. Tuy nhân của này không lớn lao gì, nhưng Tiêu Phàm không cho phép ai lợi dụng danh nghĩa của mình, và nhân của này phải do chính anh đến trực tiếp cắt đứt. Cháu trai của ta người đem đi đâu rồi? Ông xem, đây chính là nhân của đấy. Ta diệt hậu duệ của hắn, hắn lại tìm đến ta, ta xử lý hắn. Những người nhà khác của hắn cũng sẽ tìm đến ta, vì vậy phải cắt đứt triệt để. Lão Trần nghe mơ hồ, nhưng rất nhanh ông ta nhận thấy chủ nhà Lâm có biến hóa. Cơ thể hắn dần dần trở nên nhạt nhòa, rồi hoàn toàn biến mất. Và không chỉ chủ nhà Lâm, những người nhà Lâm khác cũng đều như vậy, biến mất không một tiếng động. Thật là một thủ đoạn khủng khiếp. Ta đã cắt đứt từ nguồn gốc dòng dõi, ngay cả những người có quan hệ huyết thống với họ cũng đã hoàn toàn biến mất. Không phải, cũng không phải là biến mất. Thôi bỏ đi, dù sao việc ta phải làm đã xong. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, Tiêu Phàm đã ngược dòng thời gian lên nguồn cội và tự tay cắt đứt tổ tiên nhà Lâm. Nên người nhà Lâm không phải là biến mất, mà đối với thế giới này, nhà Lâm vốn chưa từng xuất hiện. Không có việc gì thì đừng tìm ta. Nếu ta thiếu tiền, tự nhiên sẽ tìm các người. Hơn nữa, nếu ai dám lợi dụng danh nghĩa của ta khiến ta vướng phải nhân của, đặc biệt là gây ra cái chết, thì hậu quả các người tự tưởng tượng đi. Đại nhân, tiên nhân, xin ngài cứu sống cháu trai khốn khổ của tôi. Người chết không thể sống lại. Trần huynh, hãy cố gắng vượt qua. Thôi đủ rồi, khóc lóc nghe thật khó chịu. Mẫu nhi sống lại rồi. Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân. Người chết sống lại. Đây, đây chắc chắn là tiên nhân rồi. Sau khi Tiêu Phàm rời đi, những người của các gia tộc lớn có mặt lập tức liên lạc với người nhà, chuẩn bị chiếm đoạt tài sản của nhà Lâm. Tuy nhiên tất cả mọi người đều nhận được một tin khiến họ vô cùng kinh ngạc. Nhà Lâm nào? Tỉnh Giang Nam chúng ta có nhà Lâm nào à? Bởi vì sự ra tay của Tiêu Phàm khiến nhà Lâm vốn không hề xuất hiện, nên tài sản ban đầu của nhà Lâm cũng chưa từng có. Nhà Lâm đã biến mất, nhưng những người có mặt lại không bị ảnh hưởng. Đây là cố ý của Tiêu Phàm. Ông muốn dùng điều này để nhắc nhở mọi người, khiến ông vướng phải nhân quả sẽ có cái kết như vậy. Tiêu Phàm, anh đi tò lất lâu thế kìa. Anh mau lên. Cô đang làm gì vậy? Anh không ở tò lất hả? Vậy sao anh không trả lời tôi một tiếng? Lạ thật. Anh vừa đi đâu vậy? Giải quyết một việc nhỏ. Anh giàu lắm à? Tôi không có tiền. Tôi không tin anh mở gói thành viên video 10.000 năm đâu. Có tiền thì mới làm vậy chứ. Tiền đó là đổi lấy đồ tối qua. Người ta bảo đủ để mở gói thành viên, nên tôi mở luôn. Nhưng không biết còn bao nhiêu tiền trong đó nữa. Đưa điện thoại đây. Trên bàn, tự lấy đi. Lý Minh Nguyệt cầm lấy điện thoại của Tiêu Phàm xem. Khi nhìn thấy số dư tài khoản ngân hàng gắn với điện thoại của Tiêu Phàm, Lý Minh Nguyệt hoàn toàn sửng sốt. 10 tỷ, anh giàu thế, sao lại muốn tự tử vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không có ý định tự tử. Tin hay không tùy cô, tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Giúp tôi à? Được. Vậy để tôi xài tiền của anh một chút. Được thôi. Sau đó, Lý Minh Nguyệt đã dẫn Tiêu Phàm đến trung tâm thương mại và mua sắm cuồng nhiệt, những thứ hàng hiệu mà trước đây không đủ tiền mua. Thậm chí còn gặp được người bạn thân Châu Linh ở trung tâm. Ô, Nguyệt Nhi, đây là bạn trai của cậu à? Anh ấy đẹp trai thế nhỉ? Không phải, chỉ là bạn tớ thôi. Chỉ là bạn thôi à? Chào anh, tôi là Châu Linh, bạn thân của Nguyệt Nhi. Cút đi. Anh ta có tính khí hơi kỳ lạ, và còn bị hội chứng ghét phụ nữ nữa. Ghét phụ nữ thì anh ta thích là... Đúng rồi, đàn ông. Thôi được rồi, tớ có việc gấp. Hẹn lần sau rảnh gặp nhé nhé. Chẳng lẽ anh ta là một tên gây thú? Chắc chắn là một gây thú rồi. Một đời thiên vương giáng trần tu luyện, nhưng lại vì thế mà luyến tiếc cõi trần, không muốn rời đi. Chư tiên nghi ngờ cõi trần có gì hấp dẫn khiến thiên vương không về, nên các vị thiên nhân liền giáng trần xem xét.
Kết quả các vị thiên nhân giáng trần cũng giống thiên vương. Liên tiếp cõi trần, không muốn về cõi tiên. Xin lỗi. Lần kiểm tra trước bệnh viện chúng tôi đã sai. Chúng tôi đã chẩn đoán nhầm. Ý cô là tôi không bệnh à? Tôi không phải chết nữa à? Lý Minh Nguyệt cảm thấy tất cả điều này rất không thực tế, ngay lập tức đi kiểm tra lại ở vài bệnh viện khác. Còn Tiêu Phàm vốn nghĩ rằng nhiệm vụ giúp đỡ Lý Minh Nguyệt đã kết thúc. Nhưng không ngờ, trong quyển sổ tu luyện nhỏ, cô gái Tỷ Vô Nguyệt giao cho mình, lại xuất hiện một nhiệm vụ mới liên quan đến Lý Minh Nguyệt. Tỷ Vô Nguyệt! Cô xem, cô giao cho ta mục tiêu gì vậy? Dám bảo ta kết hợp với một phàm nhân. Nguyên lai nhiệm vụ mới xuất hiện trong quyển sổ nhỏ lúc nãy là bảo Tiêu Phàm và Lý Minh Nguyệt kết hôn. Tu luyện cõi trần, đó là đương nhiên. Phải trải qua mọi thứ của phàm nhân. Giúp đỡ người khác, giao lưu thiện nhân, lập gia đình kinh doanh. Đều là những gì phàm nhân phải trải qua. Ngài đi tu luyện cõi trần, tất nhiên cũng phải trải qua những điều đó. Nếu mà ngài không chấp nhận được, thì những mục tiêu đó cũng vô dụng. Những thứ khác đều được, chỉ riêng lập gia đình là không được. Hãy gỡ bỏ mục tiêu này đi. Thiên vương như vậy cũng khá đáng yêu đấy nhỉ. Tiêu Phàm, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Anh không thể mãi như vậy được. Anh còn trẻ, có nhiều tuổi thanh xuân, có nhiều tương lai phía trước. Sao lại không còn hy vọng sống nữa? Hay là anh cũng bị bệnh gì rồi? Chính cô mới bị bệnh. Sau khi xác nhận mình không có vấn đề gì về sức khỏe, Lý Minh Nguyệt muốn khuyên nhủ Tiêu Phàm đừng xem thường cuộc sống. Nhưng dù cô khuyên bảo thế nào, Tiêu Phàm chỉ chăm chú nhìn vào TV xem phim, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô. Lý Minh Nguyệt cảm thấy buồn chán, nên cô cứ thế cầm điện thoại lên, ngồi cạnh Tiêu Phàm xem các video ngắn. Và tình cờ đó là tập cuối của bộ phim Tiêu Phàm đang xem. Cái gì trông hay thế? Đây chính là những đoạn video ngắn. Anh không biết à? Vậy cô cũng tải cho tôi một cái xem thử đi. Vài phút sau, Lý Minh Nguyệt đã cài đặt xong ứng dụng xem video cho điện thoại của Tiêu Phàm và đăng ký một tài khoản mới cho anh. Tiêu Phàm bắt đầu xem các video trên ứng dụng. Toàn là những ghi lại cuộc sống của phàm nhân. Tiêu Phàm xem mà không hề xúc động. Nhưng không hiểu sao, xem xong một video lại không nhịn được mà cuộn xuống. Ồ, trên thế gian này thực sự có người tu luyện à? Lúc đó Tiêu Phàm vừa xem đến một phòng phát trực tiếp. Bên trong có một cô gái đang ngồi thiền định. Trông giống như đang tu luyện khí công vậy. Nhưng Tiêu Phàm xem một lúc thì phát hiện ra cô gái tu luyện sai cách. Tư thế ngồi thiền sai rồi. Hơi thở cũng quá gấp gáp. Phòng phát trực tiếp của cô gái không có nhiều người xem nên rất nhanh đã nhìn thấy bình luận của Tiêu Phàm. Tôi tu luyện theo phương pháp của một vị tiền bối trong gia tộc để lại. Nghỉ ngơi một thời gian rồi, thực sự không có cảm giác gì. Chẳng lẽ phương pháp nghỉ ngơi của tôi sai sao? Và ai là người có tên Ngô Nãi Thiên Vương vậy? Sao lại lấy một cái tên ngầu thế nhỉ? Này Ngô Nãi Thiên Vương, anh nói tôi sai rồi. Vậy xin hỏi, tư thế ngồi thiền và cách thở đúng là như thế nào? Sau khi nói xong, Hàn Linh Linh đợi 5 phút mà không thấy Ngô Nãi Thiên Vương trả lời. Cô tưởng người đó chỉ là kẻ khoe khoang rồi bỏ chạy. Nào ngờ đấy là vì Thiên Vương mới tập gõ chữ, nên tốc độ gõ chữ hơi chậm một chút thôi. Lòng bàn tay hướng lên trên, đó là tư thế ngũ tâm hướng thiên. Hai bàn tay đan xen nhau, hai bàn chân chỉ có 4 ngôi sao. Vậy thì đâu ra 5 ngôi sao? Sau vài phút sau, đỉnh đầu, có ngôi sao đỉnh đầu, cộng lại thì có 5 ngôi sao. Này, bạn nói quá lố rồi đấy. Còn ngũ tâm hướng thiên nữa, tự cho mình là thần tiên, là thiên vương rồi à? Lúc đó có vài người trong phòng, bắt đầu chế giễu Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm không đếm xỉa, chỉ quan sát tình trạng của cô gái. Và sau khi hiểu được ý nghĩa của ngũ tinh, cô gái vô thức bắt đầu làm theo, đồng thời cũng làm chậm nhịp thở. Chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã cảm nhận được trạng thái khác lạ. Dường như có một luồng khí rất đặc biệt theo đường mũi chảy vào tứ chi bách hài. Thực sự có hiệu quả. Rất tốt, nếu vậy, chậm sẽ ban cho người một cơ duyên. Ban cho người một món quà, hãy nhận lấy. Không cần đâu, tiền bối, không cần phí tổn. Ngũ tâm hướng thiên. Nguyên lai đây mới là món quà tiền bối nói. Sau một lúc, khi cô gái hấp thu xong món quà của Tiêu Phàm và xem lại phòng phát trực tiếp, thì thấy Tiêu Phàm đã biến mất. Cô liền tìm kiếm tên của Tiêu Phàm, chuẩn bị kết bạn với anh ta. Nhưng kết quả là có rất nhiều người lấy cái tên ngầu này. Hoàn toàn không biết ai mới là Tiêu Phàm.
Thôi để lát nữa mở phát trực tiếp lại vậy, biết đâu tiền bối sẽ nhìn thấy. Lý Minh Nguyệt, sao điện thoại tôi tối đen vậy? Điện thoại anh hết pin, nên tắt rồi đấy. Anh xem cả buổi sáng rồi. Để điện thoại nghỉ ngơi một lát rồi sạc pin đi. Giờ cũng trưa rồi. Đói chưa? Muốn ăn gì không? Tôi mời. Tôi muốn thử cái này. Tiêu Phàm chỉ vào món giới thiệu trên điện thoại của Lý Minh Nguyệt. Hả? Lẩu ốc luộc. Sao vậy? Không có gì, muốn ăn thì ăn thôi. Không lâu sau đồ ăn được giao tới, Lý Minh Nguyệt đã mở cửa sổ trước để thoáng khí. Nhưng khi Tiêu Phàm mở phần lẩu ốc luộc của mình, tuy mùi vẫn không đổi, nhưng không hiểu sao, Lý Minh Nguyệt cảm thấy phần của Tiêu Phàm rất ngon. Nào ngờ trước khi thưởng thức món ăn phàm trần, Tiêu Phàm có thói quen thổi một hơi thiêng vào món ăn. Như vậy, vô hình chung làm tăng hương vị và mùi vị của món ăn. Ông Trần, vị thiên nhân mà ông nói ở đây à? Tôi dựa vào hóa đơn chi tiêu của thẻ đen dành cho thiên nhân mà tra được nơi này. Nhưng đây, trông chỉ là một khu dân cư bình thường thôi mà. Hoàn toàn không giống nơi thiên nhân ở. Anh hiểu gì? Những bậc cao nhân theo đuổi lý tưởng phản phúc vô thuần. Vì vậy, lúc đó ông Trần dẫn các vị chủ nhà bốn gia tộc lớn nhất Giang Nam đến dưới tòa nhà của Lý Minh Nguyệt với mục đích muốn gặp Tiêu Phàm. Bởi vì viên tiên thạch Tiêu Phàm đưa, sau khi bốn gia tộc dùng chung, không chỉ khí vận gia tộc tăng lên, mà nhiều trẻ tuổi trong gia tộc cũng trưởng thành hơn. Họ sợ linh khí trong viên tiên thạch sẽ nhanh chóng cạn kiệt, nên mới đến tìm Tiêu Phàm, muốn xin thêm một viên vô cầu chi thể. Thì ra là vô cầu chi thể. Vô cầu chi thể là gì vậy? Đó là một loại thể chất được ghi trong gia quyển nhà tôi. Loại thể chất này nếu tu luyện võ đạo, tất nhiên sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất. Tại sao nước dùng còn lại trong tô của Tiêu Phàm trông cũng rất hấp dẫn vậy? Trông cô gái này sống rất khổ cực đấy. Phải đi kiếm ăn trong thùng rác. Ồ, lão Diệp, người đâu? Cô gái, cô đang ăn gì vậy? Nhanh nhanh, cho ta nếm thử với. Mất mặt quá, mất mặt quá. Lão Diệp bị bệnh gì vậy? Lại đi cướp đồ ăn mà cô gái nhỏ nhặt từ rác ra. Chúng ta cũng lên xem thử xem sao. Nói xong, ba vị chủ gia tộc còn lại cùng đến bên cạnh lão Diệp. Ba người định khuyên giải lão Diệp, đột nhiên cũng nhận ra có gì đó không ổn với tô nước dùng. Bốn lão nhân này trông không giống là ăn mày chút nào. Tại sao họ lại có vẻ rất quan tâm đến tô nước dùng đó? Chẳng lẽ họ trốn ra từ bệnh viện tâm thần sao? Lý Minh Nguyệt bị bốn lão nhân làm sợ không nhẹ, ném tô nước dùng cho lão Diệp, rồi quay lưng bỏ chạy. Thơm ngon thật đấy. Nhanh nhanh, để tôi nếm một miếng. Khi về nhà, để nhà lão dùng vật ấy thêm vài ngày nữa. Để lại cho ta một ít, để lại cho ta một ít. Khắp nơi trên cõi trần đều có khổ đau. Các lão nhân ơi, các người cầm tiền, đi ăn một bữa ngon lành đi. Đây là nơi đổ rác, dơ lắm. Trong vài ngày tiếp theo, bốn vị chủ gia tộc đều trú ngụ dưới tòa nhà của Lý Minh Nguyệt. Chỉ cần thấy Lý Minh Nguyệt xuống đổ rác, họ liền vội vàng xông lên tìm kiếm. Cuối cùng mọi người đều hiểu ra, cô gái vô cầu chi thể kia chắc chắn là người hầu hạ thiên nhân. Thiên nhân chắc chắn biết chúng ta đến, nên cố ý ban cơ duyên cho chúng ta. Nhưng tại sao thiên nhân lại dùng cách này? Đây là một cách tu luyện, cũng là một cách thử thách. Các ngươi hiểu chưa? Nhanh mở ra xem. Thiên nhân để lại vật gì tốt không? Không có vật gì, mà lại có biểu cảm như vậy à? Đó là biểu cảm gì vậy? Cơ duyên thiên nhân ban tặng. Đó là sự công nhận của thiên nhân. Người vẫn còn hy vọng thiên nhân mỗi lần đều để lại điều gì cho chúng ta sao? Con người không nên tham lam quá. Đúng đúng đúng, lỗi tại ta. Mà lại muốn nhận được nhiều hơn từ thiên nhân. Con gái, cha đã không công bằng với con. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con cũng biết nhà chúng ta ngày càng suy tàn. Tuy bề ngoài ở Kinh Châu chúng ta vẫn khá giả, nhưng nhìn toàn bộ tỉnh Giang Nam, chúng ta không thể xem là gia tộc lâu đời. Thực ra ông ngoại con vẫn muốn phục hưng gia tộc, nên đã sớm định hôn cho con từ 20 năm trước. Cha muốn con phải. Em gái con còn nhỏ, nhà chủ con cũng không muốn nhận hôn sự này, nên giờ chỉ còn mình con là lựa chọn duy nhất. Vậy con thử xem sao.
Thực ra con cũng không cần quá áp lực. Nghe nói người đó cũng đính hôn với vài gia tộc khác. Chưa chắc đã thích nhà chúng ta. Con chỉ cần đi gặp gỡ thôi. Nếu thực sự không thích, cha cũng sẽ không ép buộc con. Phần ông ngoại thì để cha lo. Vâng, người đó ở đâu vậy? Ở Lâm Hải Thành. Nghe nói, trước đây người đó sống trên núi. Sau khi xuống núi thì đến Lâm Hải. Con thu xếp đồ đạc đi. 2 ngày nữa đi Lâm Hải nhé. Con đi ngay bây giờ. Lý do Hàn Linh Linh đồng ý nhanh như vậy là vì cô vừa nhớ ra tên người mà vị tiền bối Ngô Nãi Thiên Vương đã nói trên tư liệu ghi là ở Lâm Hải. Nên cô nghĩ rất cần thiết phải đi gặp vị tiền bối đã từng chỉ dạy mình. Một đời thiên vương giáng trần tu luyện, không chỉ say mê xem phim và phim truyền hình mà còn thích giải trí với video ngắn. Và trong một phòng phát trực tiếp đã truyền dạy một cô gái phương pháp tu luyện, khởi đầu con đường nuôi dưỡng linh thú của thiên vương trên mạng. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, sao người vẫn chưa xây đạo cơ? Người đã làm gì trong những ngày qua vậy? Là tiền bối. Hàn Linh Linh lập tức tắt phát trực tiếp, rồi trò chuyện riêng với Tiêu Phàm. Tiền bối, mấy ngày qua, tôi vẫn tu luyện theo lời dạy của tiền bối. Không dám chỉnh mảng. Nhưng mà, tôi cũng không biết phải xây đạo cơ như thế nào. Thì ra là vậy, ta đã cân nhắc không chu đáo. Vậy ta sẽ ban cho người một môn công pháp tu luyện được thiết kế riêng cho người. Tiền bối, tôi hiện đang ở Lâm Hải. Tiền bối cho tôi một địa chỉ, tôi sẽ đích thân đến gặp. Không cần. Đây là pháp môn tu luyện. Nguyên lai ta tu luyện không phải linh khí thông thường, mà là tiên khí. Không biết tiền bối tự xưng như thế nào. Ta họ Tiêu. Tiền bối Tiêu, xin đệ tử bái lại. Muốn làm đệ tử của ta sao? Tiêu sư tôn, xin cho đệ tử Hàn Linh Linh bái lại. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi hãy mở phát trực tiếp tu luyện hàng ngày. Nếu ta thấy, sẽ chỉ điểm cho ngươi. Đệ tử tạ ơn sư tôn, nhưng sư tôn, con cảm thấy như vậy không được chính thức lắm. Vậy ngươi muốn thế nào? Con muốn gặp mặt sư tôn. Ngươi là sư tôn. Đây là chỗ nào? Vô thượng tiên giới. Tiên giới ư? Vậy là con đã thành tiên rồi sao? Đưa người đến đây. Chỉ để ngươi nhờ tiên khí nguyên thủy của tiên giới mà xây đạo cơ mà thôi. Thành tiên vẫn chưa nhanh như vậy. Oa, tiên giới đẹp quá. Ngũ hành hướng thiên. Sư tôn giúp con xây đạo cơ. Có hậu nhân nào trong gia tộc đạt đạo chăng? Sư tôn, con đã xây đạo cơ thành công. Bây giờ ngươi xây đạo cơ bằng tiên khí. Linh khí thông thường không có tác dụng lớn với ngươi. Đây là 2 viên tiên thạch cực phẩm. Ngươi hãy dùng trước. Dùng hết ta sẽ cho ngươi thêm. Tạ ơn sư tôn. Vậy sau này con có thể thành tiên không? Mục tiêu của ngươi có thể cao hơn thế. Vậy sau khi thành tiên thì có trường sinh không? Chỉ cần tu luyện chăm chỉ, nhất định có thể đạt được trường sinh. Được rồi, chúng ta về thôi. Đó là Tiêu Tà Vương và hậu duệ của gia tộc ta. Không ngờ, hậu duệ của gia tộc ta lại trở thành đệ tử của Tiêu Tà Vương. Nếu ta không nhớ lầm thì Tiêu Tà Vương hình như chưa từng thu nhận đệ tử bao giờ. Sư tôn đâu rồi? Con đường phía trước có thể đi xa đến đâu? Tùy thuộc vào chính ngươi. Khi nào tu vi của ngươi tăng lên nữa, ta sẽ ban cho ngươi thêm bảo vật. Vâng, cảm ơn sư tôn. Đại nhân, bên ngoài có người xin gặp thiên vương. Là ai? Không quen biết, chỉ là một người thường. Không gặp, nhưng mà đại nhân, người đó nói có mối quan hệ với tiên vương và có vẻ không nói dối. Quan hệ gì? Người đó nói mình là tổ tiên của đệ tử duy nhất của thiên vương, muốn gặp hậu duệ của mình. Tổ tiên của đệ tử thiên vương ư? Người đó nói là Tiêu tiên vương của chúng ta à? Người đó nói, phải. Nói, chuyện thiên vương thu đệ tử là thế nào? Đại nhân, lúc này tôi chính mắt nhìn thấy. Tiêu tiên vương đang dạy đệ tử cho hậu duệ của gia tộc. Nên tôi mới tìm đến, muốn gặp hậu duệ của dòng tộc mình. Được rồi, ngươi lo liệu đi. Ta cũng muốn xem là phàm nhân nào.
lại trở thành đệ tử duy nhất của thiên vương. Phàm nhân ư, chẳng lẽ tên Tiêu Phàm đó để tránh đối đầu với ta mà trốn xuống nhân gian rồi sao? Tiêu Phàm à, làm như vậy khiến ta hơi khinh thường người đấy. Ngươi chính là đệ tử của thiên vương. Ơ, à, người đẹp quá. Ngươi là, có phải là sư nương của ta không? Ngươi có là sư nương của tôi? Ban đầu ta còn thắc mắc, tại sao khí tức của sư nương lại quen thuộc thế? Xin chào sư nương, xin đệ tử bái lại. Ban đầu tỷ Vô Nguyệt giáng trần với tâm trạng ghen tị, nhưng rồi trong những lời sư nương của Hàn Linh Linh, bà dần đánh mất chính mình. Mau đứng lên đi. Sư nương thật hiền từ. Đứa trẻ này sao càng nhìn càng dễ thương. Không trách sư tôn lại yêu thích sư nương. Sư nương quá xinh đẹp rồi. Sau khi thành tiên, sinh sống ở tiên giới, thân xác sẽ có một vài thay đổi nhỏ, hướng tới sự hoàn mỹ. Phát triển ở tiên giới, mọi người đều rất xinh đẹp. Dù vậy, sư nương chắc chắn là người đẹp nhất tiên giới. Sau đó tỷ Vô Nguyệt hiểu ra quá trình Tiêu Phàm và Hàn Linh Linh quen biết, cũng biết Tiêu Phàm đã giúp Hàn Linh Linh xây đạo cơ thành công. Sư tôn của con chỉ giúp con xây đạo cơ và cho hai viên tiên thạch tu luyện thôi sao? Không cho con thứ gì khác à? Sư tôn nói hiện tại con còn quá thấp, sau này sẽ cho. Vậy với tư cách sư nương của con, ta cũng tặng con một món quà chào mừng nhé. Đây là thứ sư tôn của con đã luyện cho ta trước đây. Ta không thích lắm, nên tặng cho con. Đây là thứ sư tôn tặng cho sư nương, con không thể nhận. Không sao đâu, năm xưa sư tôn của con chỉ luyện tập thôi, đã luyện hàng trăm món đồ rồi. Hơn nữa đây là sư nương tự tay tặng cho con đấy. Sư tôn của con sẽ không nói gì đâu. Vậy con nhận, cảm ơn sư nương. Linh Linh, sư nương còn việc khác nên sẽ ra về trước. Vậy khi nào con mới gặp lại sư nương? Rất sớm, khi nào xong việc ở tiên giới, lúc đó ta sẽ đến nhân gian đồng hành với con. Vâng, được rồi, sư nương à, nhưng sư nương hãy đợi một chút. Nói xong, Hàn Linh Linh lấy ra vài quyển sách đưa cho tỷ Vô Nguyệt, nói rằng, sư nương, con chỉ là phàm nhân, không có gì đáng giá để tặng. Chắc sư nương cũng có lúc buồn chán ở tiên giới. Vài quyển sách này, xin tặng sư nương để giải trí khi rảnh rỗi. Tỷ Vô Nguyệt nghĩ thầm, nhân gian có gì hay ho. Ban đầu định từ chối lòng tốt của Hàn Linh Linh, nhưng sau khi nhìn tên sách, tỷ Vô Nguyệt đã đổi ý. Được rồi, vậy sư nương nhận lấy. Là kẻ nào không biết sống chết mà dám hạ thấp ta? Đại nhân, xin hãy trở về tiên giới. Ngươi muốn ngăn ta sao? Ta là thiên đạo cai quản nhân gian. Đây là vô tri, nhiệm vụ của ta. Đại nhân, ngươi đã vượt quyền hạn. Tiêu Phàm có thể giáng trần, tại sao ta không được? Ngươi không thể so sánh với vị đại nhân đó. Vậy thì Vô Nguyệt thì sao? Ta chính mắt thấy ngươi cho cô ấy giáng trần. Cô ấy có sự cho phép của vị đại nhân đó. Lại là Tiêu Phàm, lại là Tiêu Phàm. Nếu ngươi dám ngăn ta giáng trần, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi đồng ý. Ô trời, có vẻ sắp mưa rồi. Quần áo trên ban công nhà tôi vẫn đang phơi đó. Phải về nhà thu quần áo gấp. Trời ơi, xin hãy cho tôi sớm thoát kiếp pha đi. Tôi muốn có một người đàn ông. Cảm ơn trời. Cảm ơn trời. Người đàn ông vốn là chiến thần vô thượng của tiên giới, nhưng lại liên tục thất bại trước tay thiên vương. Ngày hôm đó, người đàn ông đuổi theo thiên vương xuống trần gian cầu chiến, nào ngờ lại bị thiên đạo Tổ Lam đánh xuống phàm trần. Bắt biến thái kia, bắt biến thái kia. Xin lỗi, tôi không phải biến thái. Xin lỗi, đừng bắt tôi không phải biến thái. Bây giờ ngưỡng cửa để trở thành biến thái cao đến vậy sao? Ờ, tôi không phải biến thái, đừng bắt tôi không phải. Dương Chiến, ca ca, cứu ta với, ta không phải biến thái. Hóa ra người cưỡng ép xuống cõi trần là người à? Không ngờ đánh nhau với ta hàng vạn năm, cuối cùng lại còn phải nhờ ta cứu ngươi. Được rồi, trước hết hãy bảo toàn tính mạng của ngươi đã.
Minh Nguyệt, tớ gửi ảnh cho cậu rồi. Phiền cậu giúp tớ tìm soái soái nhà tớ. Tuy chỉ số thông minh của anh không cao, nhưng ngoại hình là một người đàn ông trưởng thành. Bây giờ tớ không dám ra ngoài, sợ anh ấy về không tìm thấy tớ. Được rồi Linh Nhi, cậu đừng lo, tớ sẽ lấy ảnh cậu gửi qua. Đi in thông báo tìm người, rồi cùng cậu đi tìm. Anh là... Ta là tiên, từ tiên giới mà đến. Vậy còn anh ấy? Cậu ấy cũng là tiên, chỉ là cảnh giới của cậu ấy chưa đủ, cưỡng ép xuống trần, dẫn đến tu vi tiêu tan, tâm trí bị tổn thương. Ồ, hóa ra anh ấy là thần tiên à? Linh Nhi tỷ, cậu ấy tâm trí bị tổn thương, chỉ cần không giúp cậu ấy khôi phục, cậu ấy sẽ không nhớ được thân phận trước kia của mình. Cô có thể giữ cậu ấy bên cạnh, tuổi thọ của cậu ấy đủ dài, hoàn toàn có thể đồng hành cùng cô suốt kiếp này. Đến khi trăm năm sau, ta sẽ đón cậu ấy rời đi. Không, không cần đâu, tôi chỉ là người phàm, không cần đợi trăm năm sau đâu. Vài năm nữa tôi cũng đã già rồi, anh cứ đưa anh ấy về tiên giới luôn đi. Ta không đi, không đi đâu hết, ta muốn ở bên Linh Nhi tỷ. Xoái xoái ngoan nào, phải nghe lời. Xoái xoái, đó là tên tôi đặt cho anh ấy, bởi vì tôi cũng không biết tên thật của anh ấy là gì. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy trước hết tôi sẽ giúp anh ấy phục hồi tâm trí. Khoan đã đại nhân, khi anh ấy phục hồi tâm trí, liệu có nhớ tôi không? Không rõ, có lẽ đấy. Nhưng cũng hiểu được một ít về anh ấy. Nếu nhớ lại những chuyện xảy ra trong những ngày qua, cậu ấy có thể sẽ tức giận mất khôn, thậm chí giết cô. Tiêu Phàm. Sao nào, lại muốn đánh nhau ư? Ngay khi Dương Chiến phục hồi, trong đầu lóe lên cảnh ôm chân Tiêu Phàm, gọi anh ấy là ca ca. Ta cưỡng ép xuống trần, đã chiến đấu với thiên đạo. Ta biết mà, hiện giờ tu vi của ta đã mất sạch, tâm trí bị tổn thương. Điều này ta cũng biết. Vì vậy trong khoảng thời gian tâm trí bị tổn thương đó, nói chính xác là không phải bản thân ta. Ồ, hiểu rồi. Ý cậu là, trong khoảng thời gian đó, mọi hành động của cậu đều không phải từ tâm ý chính mình, đúng không? Không sai. Được rồi, xoái xoái. Đừng gọi tôi là xoái xoái. Xoái xoái. Tôi tên là Dương Chiến. Chào chào. Tôi tên Triệu Linh Nhi. Tôi vẫn nhớ. Tôi tên Triệu Linh Nhi. Anh có thể gọi tôi là Linh Nhi tỷ. Dương Chiến nhớ, lần đầu tiên gặp Triệu Linh Nhi sau khi tỉnh dậy, cô ấy đã tự giới thiệu như vậy. Tôi tên Dương Chiến, cô có thể gọi tôi là Xoái Xoái. Ta tên Tiêu Phàm. Các người có thể gọi tôi là Phàm Ca. Ngươi im đi cho ta. Được rồi, Xoái Xoái. Lúc này Lý Minh Nguyệt đã in xong thông báo tìm người, vội vã đến nhà Triệu Linh. Nhưng khi nhìn thấy mọi người trong nhà, Lý Minh Nguyệt rõ ràng có vẻ không hiểu tình hình. Đại nhân, gọi Phàm Ca. Được rồi, Phàm Ca. Minh Nguyệt, cô ấy không biết thân phận của anh à? Ta đã nói rồi, cô ấy không tin. Vậy để tôi giải thích cho cô ấy nhé. Không cần đâu, cô ấy không phải người bình thường, tự nhiên sẽ hiểu lầm. Cô có biết chúng tôi đang làm gì không? Tôi đã từng thấy trên mạng. Hình như gọi là gì nhỉ? Một loại trò chơi trên bàn. Ồ không phải, là giết chóc kịch bản. Cậu bảo bạn trai của cậu đóng vai người tâm trí kém, rồi lại sắp xếp một vai cho tôi. Đây gọi là trải nghiệm chân thực đúng không? Này, Phàm Ca, anh nên đưa cậu ấy về đi. Đến giờ ăn rồi, còn muốn tiếp tục chơi không? Tôi không thể trải nghiệm được cảm giác gì cả. Thôi đi ăn cơm đi. Vậy hai người cứ chơi tiếp đi. Tôi có bảo anh ở nhà mà, tại sao anh không nghe lời? Tôi nhớ cô nói, đây là sản phẩm mới của công ty các cô. Chỉ cần bán được một lô hàng là có thể mở rộng doanh số, nên tôi muốn giúp cô bán đi. Nên là anh trực tiếp mang nó đi bán. Ngốc ơi là ngốc. Hôm nay chúng ta ăn gì? Người đâu rồi? Hôm nay ăn thịt rồng. Anh lại nói điều à? Anh mua thịt ở đâu vậy? Là thằng nhóc nào đó đánh ngất chân long của ta, rồi cắt đi một miếng thịt. Cô dùng con dao này để cắt thịt. Tại sao phải dùng con dao này? Những con dao khác không cắt được. Linh Nhi cũng không xa chúng ta lắm. Lúc nãy nên mời cô ấy cùng đến ăn luôn rồi. Không cần, gọi họ đến. Họ cũng không dám ăn đâu. Có gì mà không dám? Tôi đi gọi họ. Minh Nguyệt, cậu đang làm gì thế? Thơm quá. Người điên rồi, dám giết Trần Long.
Không giết, chỉ cắt một miếng thôi. Xoái xoái, vào ăn cùng nhé. Ngươi muốn hại ta à? Nếu nhiễm long khí rồng trên đó, ta sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Tùy cậu. Phạm ca, xoái xoái đâu rồi? Đứng ở cửa làm gì vậy? Để tôi nói cho anh. Miếng thịt đó thơm lắm. Tôi chưa bao giờ ăn thịt ngon như vậy. Hôm nay chúng ta may mắn đấy. Chúng ta không ăn nữa. Chúng ta về thôi. Anh làm sao vậy? Phạm ca không phải người xấu. Anh ta không phải người xấu. Nhưng bây giờ, anh ta muốn hại chúng ta. Bởi vì miếng thịt đó là thịt rồng. Là anh ta cắt từ chân long. Và con rồng đó có chủ. Cũng là một vị thiên vương. Chỉ cần tôi ăn miếng thịt này, tất nhiên sẽ nhiễm khí tức của nó. Chỉ cần trở về tiên giới, điều chờ đợi tôi sẽ là sự truy sát vô tận. Sự truy sát từ một vị thiên vương. Vậy Phạm ca cũng dám ăn à? Anh ấy khác. Ở tiên giới, anh ấy không sợ ai cả. Trừ khi các vị thiên vương khác liên thủ. Không ai là đối thủ của anh ấy. Vào đây, ăn cùng Phạm ca đi. Phạm ca sẽ che chở cho anh. Là đàn ông gì mà không dám ăn chân long chứ? Được rồi. Xoái xoái, há miệng ra nào. Hai người, đến nhà tôi phát cơm chó với nhau à? Xoái xoái, sao anh khóc vậy? Trông có vẻ là khóc vì quá ngon. Cái khỉ, khóc vì ngon. Rõ ràng là tôi khóc vì không bao giờ có thể trở về tiên giới nữa. Mới đúng là lý do khóc đấy. Ê, em thiên vương, thì ta làm phàm nhân cả đời cũng được. Sao anh lại xuống trần vậy? Xuống để tu luyện, tu luyện. Vậy tôi cũng coi như đang tu luyện. Như vậy, chúng ta lại cùng một vạch xuất phát rồi phải không? Đúng, đúng, đúng. Sao trước đây tôi không phát hiện ra anh là người khó chịu thế nhỉ? Làm sao vậy? Anh cưỡng ép xuống trần gây ra nhân của. Ê, thương tiên khí, ảnh hưởng đến đệ tử của ta, khí tiên biến mất rồi. Tìm thấy rồi thì tốt. Phiền thiên vương giúp tôi thu hồi lại. Anh biết đấy, hiện tại tôi không làm được. Bên kia, đệ tử Hàn Linh Linh của Tiêu Phàm, tiên gia Hàn tộc tỉnh Giang Nam, đang bị trưởng trong gia tộc ép cả. Hàn Linh Linh không thể làm gì khác phải dùng đến tu vi, muốn dọa đuổi những người đến. Nào ngờ người này lại lấy ra một cây thương tiên khí, chuẩn bị bắt Hàn Linh Linh đi. Và cây thương này, chính là thứ Dương Chiến đánh rơi khi chiến đấu với thiên đạo. Sau đó người này nhặt được. Không ngờ một phàm nữ như người cũng có tu vi kiến căn. Xem ra người đã gặp được cơ duyên lớn đấy. Vậy hôm nay ta phải đưa người đi. Bởi vì cơ duyên này là của ta. Đó là pháp khí hay pháp khí cao cấp? Khó trách thiên cơ rực động. Khó trách trưởng lão chỉ định ta xuống núi. Khó trách xuống núi ta đạt được cơ duyên. Hóa ra tất cả đều hướng về ta. Chính ta mới là người khiến thiên cơ rực động. Chính ta mới là người có cơ duyên lớn. Ta sẽ cho người một cơ hội cuối cùng. Pháp khí trên người ngươi, cùng với công pháp tu luyện, giao ra đây. Như vậy ta có thể xem xét tha cho người một mạng. Ta không giao. Được đấy, cho người cơ hội rồi. Nhưng người không trân trọng. Thật đáng tiếc. Ban đầu ngươi không phải chết, cũng không phải chịu đựng nỗi đau này. Phi hành lưỡng cực là nguyên nhân tu sĩ. Không đúng, khí tức còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là cao thủ xuất sắc? Kẻ làm tổn thương đệ tử ta phải chết. Ai làm tổn thương đệ tử của ta sẽ phải chết. Đại nhân, xin hãy nghe tôi giải thích. Không cần nữa, lúc nãy người đã cho đệ tử của ta một cơ hội rồi. Bây giờ ta cũng cho ngươi một cơ hội. Hãy sử dụng tất cả những gì con có. Hoặc ngươi cũng có thể gọi người lớn tuổi trong nhà đến. Miễn là ngươi nghĩ rằng có thể giữ được mạng sống của mình. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng được. Ngươi có chắc không? Ta chắc chắn. Được, đừng để bị dọa chạy mất. Ngươi thực sự có pháp chỉ của tiên nhân. Xem ra ngươi cũng có chút nhãn lực. Đây là vật do tổ sư đời đầu để lại trước khi phi thăng. Chỉ cần sử dụng báu vật này là có thể triệu tập tổ sư. Một ảnh chiếu của tiên nhân từ cõi tiên giáng xuống. Ta công nhận ngươi rất mạnh. Nhưng rất tiếc, trước mặt tiên nhân, ngươi chẳng là gì cả. Sư tôn, đừng sợ, chẳng nói chi là một ảnh chiếu. Dù là vị tiên nhân mà hắn nói xuống tận đây, cũng chẳng sợ. Hy vọng lát nữa miệng lưỡi ngươi cũng cứng cỏi như vậy. Kính mời tiên nhân giáng trần. Đừng căng thẳng, cứ nhìn sư tôn. Xuống đây. Thiên vương, tôi cảm ứng có người dùng pháp chỉ của tôi để triệu tập, nên mời giáng trần. Không ngờ ngài lại ở đây. Nguyên lai chỉ là một vị địa tiên. Tôi tưởng là cao thủ nào chứ. Đó là tất cả những gì ngươi có à?
Thì ra không thể giữ được mạng ngươi rồi. Ta cho ngươi một ngày để dọn dẹp mọi chuyện. Nếu sau một ngày mà ngươi không làm được thì đừng trở về cõi tiền nữa, ở lại làm phàm nhân suốt đời đi. Vâng, Thiên Vương đại nhân. Ngươi đã gặp qua Tỷ Vô Nguyệt chưa? Sư tôn nói là sư nương của con ư? Pháp chỉ này là sư nương tặng con. Sư nương, đúng rồi. Sư nương thật tốt. Sư tôn tặng ngươi một thanh tiên kiếm, nếu gặp kẻ đến gây sự nữa thì cứ dùng kiếm này chém chúng đi. Cảm ơn sư tôn. Được rồi, đồ đạc đã lấy về xong cho ngươi, vậy ta về trước nhé. Này Tiểu Phàm, mang ta đi cùng nào. Tiểu Phàm, con má mày. Nhìn gia đình ba người thật hạnh phúc. Còn cha mẹ cô đâu? Chưa từng gặp, tôi lớn lên trong viện mồ côi. Vậy cô có muốn gặp cha mẹ mình không? Không muốn, nhưng mà tôi lại muốn biết năm xưa tại sao họ lại bỏ rơi tôi. Được, ta sẽ đưa cô đi gặp cha mẹ. Anh nói, cha mẹ tôi làm việc ở đây à? Vào trong sẽ rõ. Nguyệt Nhi à, ông đã gần một tháng không gặp cháu rồi. Mau đến đây, để ông nhìn kỹ nào. Sao cơ, lâu không gặp. Không nhận ra ông nữa à? Ông già, cháu không phải cháu gái của ông. Ông nhầm rồi chứ. Ông ơi, vị này là ai vậy? Cô là ai? Tôi tên Lý Minh Nguyệt. Tôi là Lý Tinh Nguyệt. Ông ơi, chuyện gì vậy? Gia đạo bất hạnh quá. Gia đạo bất hạnh quá. Chắc là con trai ta ngoài đó lăng nhăng rồi, dẫn đến cô con gái ngoài luồng này tìm đến. Tiêu Phàm, chúng ta đi thôi. Đợi thêm chút nữa xem sao. Đúng rồi, không thể đi. Tinh Nguyệt, mau gọi bố con về đây. Nói rõ ràng, đứa nhóc đây là chuyện gì? Con không biết. Chính cậu lăng nhăng sinh ra đấy. Con không dám nhận à? Bố, thật không phải con sinh ra đâu. Bố, đừng nóng vội. Con tin bố con bé. Bé gái, có thể cho dì xem lòng bàn tay phải không? Quả thực là con gái. Thật là con. Cô ấy là ai? Là con của anh. Năm xưa em mang thai đôi. Lúc sinh đứa lớn đã không thở nữa rồi. Em định làm anh bất ngờ nên không nói. Sau đó bảo bệnh viện giúp giấu đi. Nhưng em không nhầm được. Đứa bé đó có dấu hình thôi, trên lòng bàn tay phải. Nghĩ chúng ta nên làm xét nghiệm huyết thống để xác định quan hệ cha con sẽ tốt hơn. Không cần đâu, tôi chỉ muốn xem năm xưa tại sao cha mẹ tôi lại bỏ rơi tôi. Giờ đã biết các người không cố ý là đủ rồi. Tôi thấy cô đang lấp liếm đấy. Tự mình làm xét nghiệm đi. Tiêu Phàm, chúng ta đi thôi. Cậu đấy, làm quá đáng rồi. Nếu cô bé thực sự là con ruột của cậu thì sao? Với thái độ này, sau này định đối mặt với cô bé ra sao? Mau làm xét nghiệm đi. Có khả năng cô bé là con gái tôi. Vâng, chủ tịch. Và cũng điều tra kỹ về người thanh niên kia. Phải tìm hiểu rõ ràng cho tôi. Vâng, chủ tịch. Sau đó, Tiêu Phàm và Lý Minh Nguyệt trở về nhà. Vừa về đến nhà không lâu, Lý Tinh Nguyệt và người phụ nữ trung niên kia đã tìm đến. Hai người theo dõi chúng tôi à? Con gái à, là mẹ. Có lỗi với con, đừng nói nữa. Chưa làm xét nghiệm huyết thống mà. Đừng gọi linh tinh, chị. Đừng nhỏ nhen thế chứ. Chúng ta nói chuyện được không? Tôi không có gì để nói với các người. Không phải hai chúng ta, mà là hai chị em nói chuyện. Không liên quan đến Lý gia. Cô muốn nói gì? Cô đây là em bị ung thư giai đoạn cuối. Gần đây đang hóa trị. Em tin chị. Chính là chị em. Nhìn thấy em lần đầu, em đã tin chắc. Chị à, thời gian của em không còn nhiều. Em không nói với nhà về bệnh tình. Về nhà đi, đây là điều họ nợ chị. Là nhà Lý nợ chị.
họ cần phải bù đắp cho chị, cũng để chị tiếp tục yêu thương họ. Được, chị nghe lời em. Mẹ à, con gái ngoan, thôi được rồi. Hai người về đi. Con không đi à? Hai người cứ đi đi. Con ở lại, trải nghiệm cuộc sống của chị con. Gia đình đã tụ họp được rồi. Làm sao thiếu được con? Nhanh lên, cùng về nhà. Chị, dẫn mẹ đi trước. Mẹ, để cô bé ở lại đây chơi một mình vậy. Được rồi, chơi đủ rồi thì về ngay nhé. Hiểu chưa con? Được rồi. Con hiểu rồi. Anh chàng đẹp trai, anh tên gì vậy? Tiêu Phàm. Anh Tiêu Phàm, chúng ta nói chuyện nhé. Không hứng thú. Càng lạnh lùng, càng đẹp trai. Vậy anh Tiêu Phàm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 90.000 tuổi. Ha ha, anh Tiêu Phàm hài hước quá. Vậy anh làm nghề gì vậy? Thiên Vương. Anh nói chuyện kiểu này thì chán lắm. Lý Tinh Nguyệt, em không biết xấu hổ à? Anh theo đuổi em nửa năm trời rồi. Em không đồng ý thì thôi. Giờ lại đi lăng nhăng với đàn ông khác ở nhà trọ. Tiền Tử Vân, anh làm rõ ràng chứ. Tôi không liên quan gì đến anh cả. Việc tôi làm gì thì không cần anh quản. Đập tan tành mọi thứ trong nhà này đi. Bắt cô ta về. Và gã đàn ông kia cũng đập cho tàn xác. Tiền Tử Vân, anh điên rồi à? Đây không phải nhà của anh. Anh làm nhà tôi tàn nát cả rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ làm tàn nát anh nữa. Công bằng chứ? Tôi là người rất công bằng mà. Anh để người nhà làm nhà tôi tan hoang thì tôi cũng sẽ làm tan hoang anh. Tất nhiên, nếu anh có thể khôi phục lại nhà tôi cũng có thể xem xét biến anh trở lại. Được rồi, tôi sẽ sai người khôi phục lại nhà anh ngay bây giờ. Tôi đi ăn cơm đã. Khi về, nếu không khôi phục lại y hệt như cũ thì tôi cũng không thể biến anh trở lại được. Như vậy có công bằng không? Công bằng. Anh Phạm, đây là nơi em thường đến ăn. Món ăn của ông trụ nấu ngon lắm. Ừ, mùi vị thật tuyệt. Anh Phạm, giờ em tin anh là tiên nhân rồi. Vậy anh có thể chữa khỏi bệnh cho em không? Ấn trước đã. Ăn xong rồi nói. Em vừa trải qua hóa trị. Không có khẩu vị. Không muốn ăn. Ta đã phun khí tiên vào món ăn rồi. Ăn đi, sẽ không bị buồn nôn. Nhà đầu, hôm nay món ăn có ngon không? Ông trụ, ông cũng ăn đi nào. Thật là ngon quá. Tôi đảm bảo ông chưa từng ăn món ngon như thế. Món ăn do chính tôi nấu, thì làm sao tôi chưa ăn qua được? Chàng trai, nếu tôi đoán không nhầm, là người đã phun khí linh vào món ăn phải không? Gần đúng rồi, khí linh bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi là tu sĩ? Thiên Vương chỉ vì khi chơi game, có người nói mày qua đây đánh tao đi. Ngài thực sự đi theo dây mạng, đến tận nhà đối phương, thỏa mãn yêu cầu hợp lý này của họ. Đại ca, anh nói đi. Anh bảo tôi đi theo dây mạng đến đánh anh à? Tôi chỉ nói đùa thôi. Không ngờ anh thực sự đến đánh tôi. Vậy có chơi game đàng hoàng được nữa không? Còn muốn gửi đầu người nữa không? Thôi không gửi nữa. Còn học cách nằm im không nữa? Không, không dám nữa. Chơi thì ngu cũng không cho người khách nói nữa. Tôi không biết nói sao nữa. Anh thực sự đi đánh người ta à? Đó không phải là yêu cầu của họ sao? À, vậy bây giờ anh có thể chữa bệnh cho em không? Được. Thế là xong rồi. Bệnh của cô đã khỏi. Được rồi, đừng làm phiền ta nữa, để ta chơi game. Nhưng tóc em thì sao? Cô vốn đã hói đầu rồi. Tôi tưởng cô thích kiểu đó chứ. Có gái nào thích hói đầu đâu chứ. Đó là do hóa trị dẫn đến rụng tóc mà. Anh ơi, tôi đã giúp anh khôi phục nhà cửa rồi. Nhưng khôi phục y sĩ đúng không thể được. Nên tôi đã nhờ người mua mới gửi tới. Thậm chí còn cao cấp hơn. Ngoài ra tôi còn làm thêm một phòng chơi game nữa. Tặng anh để giải trí. Ừ, tôi vẫn luôn rất công bằng mà. Bởi vì anh đã khôi phục lại, thậm chí còn nâng cấp, nên tôi cũng sẽ ban cho anh một ân huệ. Anh à, tôi sẽ sai người giúp anh báo thù ngay. Báo thù cái con khỉ.
Ồ, sức mạnh của tôi lúc nào to lớn thế này? Chẳng lẽ đây chính là ân huệ mà hắn nói? Các người nhớ kỹ đấy. Từ hôm nay trở đi, người ở trên kia chính là đại ca của Tiền Tử Văn. Đại ca suốt đời. Đại ca ở nơi như thế này thật đáng thương. Tặng đại ca một căn nhà mới vậy. Ê, mấy ông già này đang làm gì lì đây vậy? Tập thể dục buổi sáng mệt rồi, nghỉ chân một lát, có sao đâu. Vậy sao cứ ngó lên trên kia? Liên quan gì đến cậu? Nhìn mấy ông già kia không giống người tốt. Nhanh lên đi, không đừng trách tôi hành hung người già yếu. Ông già chết tiệt, đang sờ soạn gì đó. Thằng nhỏ này thân thể mạnh quá. Biến thái già, tôi là tôi thích con gái. Đừng làm loạn nữa. Thằng nhỏ, thử chịu chiêu này xem. Châu bò, nó chống đỡ được rồi. Được lắm, ta chưa ra tay đâu. Nhưng các người đã ra tay trước rồi. Ông già chết tiệt, đừng tránh nữa. Chỉ biết tránh thì có tài gì. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, ngươi không thể phá nổi khí giới bảo vệ của ta. Lão phu cho ngươi một quyền thì có làm gì. Được lắm, ông nói vậy đấy. Có can đảm thì đứng yên đó. Nếu ta đánh trả mà cậu bị thương thì đừng trách ta đấy. Các người phải làm chứng cho tôi đấy. Chính ông già kia bảo tôi đánh đấy. Ông già, ông không sao chứ? Vãi thật chứ, may mà tôi đã kiềm chế lực đạo. Nếu quyền này đầy đủ thì tôi đã bị đánh gãy xương rồi. Rất giỏi đấy nhóc. Thân thể rất mạnh, có muốn làm đệ tử của ta không? Tại sao lại là các ngươi? Gia quyền truyền thừa nhà Triệu ta cũng không thua gì nhà Diệp các ngươi đâu. Đúng vậy, quyền bát quái thân dầu nhà Chu ta cũng không kém cạnh đâu. Nhóc nghe này, chúng ta là tứ đại gia tộc của tỉnh Giang Nam. Và chúng ta đã thành lập liên minh võ đạo. Dù ngươi làm đệ tử của ai, sau này đều có tứ đại gia tộc chúng ta đứng sau hậu thuẫn, chống lưng cho ngươi. Tứ đại gia tộc tỉnh Giang Nam, nhà Lý chúng tôi ở Lâm Hải tuy giàu có, nhưng cũng không nổi tiếng gì. Nếu thực sự có tứ đại gia tộc hậu thuẫn, thì sau này ở Lâm Hải tôi có thể đi ngang nhiên rồi. Tôi nhận cả bốn người làm thầy. Người phi thường làm việc phi thường. Không tồi, thân thể mạnh mẽ, tâm hồn rộng mở. Đồng thời làm đệ tử của cả bốn chúng ta. Đủ tư cách đấy, không tồi. Dù hôm nay có gặp được thiên vương hay không, thì cũng đã đáng đi rồi. Các vị sư phụ, định đi gặp ai vậy? Gặp một vị đại nhân. Trung hợp thay, đại ca tôi cũng ở đây. Xin mời các vị đi gặp vị đại nhân đó trước đã. Ồ, trùng hợp thật. Đại ca tôi cũng ở tầng 5. Chẳng lẽ vị đại nhân họ nói chính là đại ca tôi? Đại ca, mở cửa nào đại ca. Tiền Tử Văn, anh lại làm gì nữa đây? Chúng tôi đến tìm đại ca. Còn các người? Chúng tôi đến tìm người yêu. Vậy thì mời vào đi. Không biết tiên nhân hiện ở đâu. Ngài đang chơi game đấy. Các vị đợi một lát nhé. Không phải cậu gọi tiên nhân là đại ca cơ mà. Vào xem thử đi. Tôi không dám đâu. Hôm qua tôi đã xúc phạm đại ca, bị đại ca dùng phép làm tứ chi lệch lạc. Sau khi bồi thường đại ca mới giúp tôi phục hồi lại. Khó trách thân thể người mạnh mẽ thế, hóa ra là tay tiên nhân. Hừ, kẻ nhỏ nhen được đà. Ê, cô nói ai đấy hả nữ tu sĩ? Đừng tưởng cô xinh đẹp là tôi không dám đánh đấy. Chố mắt ra, nhìn kỹ xem ta là ai nào. Cô là Tinh Nguyệt. Lúc nào cô đi tu ni vậy? Chính anh mới là ni cô. Cả nhà anh đều là Nico. Một lúc sau, Tiêu Phàm chơi game xong ra. Chưa kịp mọi người lên tiếng, thì trước đó, vị đế tiên giáng trần kia bỗng xuất hiện trong phòng. Ta chỉ cho người một ngày thời gian. Đã quá hạn rồi, Thiên Vương, xin nghe giải thích. Tối hôm đó trở về môn phái. Sau khi xử lý mọi người liên quan, tôi định lấy pháp khí, có thể đoán được thiên cơ, đem dâng lên ngài. Nhưng không ngờ pháp khí ấy lại có linh tính, trực tiếp trốn thoát. Nên mấy ngày qua, tôi đuổi theo pháp khí ấy, nhưng rồi bị mất dấu, phải không? Thiên Vương thứ tội. Thậm chí có kẻ có thể trốn khỏi thần thạch của ta. Thôi bỏ qua, việc này cũng liên quan đến ngươi. Miễn tội chót, nhưng không thoát tội sống. Chuyện ngươi trở về cõi tiên để sau này nói. Trước hãy điều tra xem ai đang thao túng thiên cơ này. Thiên Vương, ý ngài là có kẻ đang thao túng ngài phía sau. Cứ điều tra trước đã, có tin tức gì báo lại ta. Tuân lệnh Thiên Vương. Các ngươi có việc gì thì nói đi. Nếu không có gì, thì ta đi trước. Sao các ngươi không nói gì cả vậy?
Nhưng ngươi cũng chẳng dám nói đấy thôi. Ngươi có việc gì không? Không, chỉ là đến cảm ơn đại ca thôi. Tiền Tử Văn lấy ra thẻ ngân hàng 500.000 từ bố đòi được, định tặng Tiêu Phàm để tỏ lòng biết ơn. Nhưng khi thấy trên bàn Tiêu Phàm có thẻ đen viền vàng, liền nhủ chí ngay, đại ca đã có thẻ đen vô giới hạn rồi. Em rằng số tiền này đại ca chẳng thèm nhìn. Đại ca, không chơi tài khoản game của đệ một chút. Dễ có đủ trang phục, đủ tướng. Đại ca tặng tôi mấy viên đá vỡ này, có ý gì vậy? Đây là tiên nhân tặng cậu à? Đúng rồi, tôi tặng tài khoản game cho đại ca. Ngài rất hài lòng, nên tặng tôi mấy viên đá này. Đây là tiên vật, đâu phải đá thường. Tiên vật à, các sư, phụ cầm lấy đi. Không không được, tiên nhân tặng cậu, chúng tôi dám nhận sao? Không sao đâu, đại ca bảo tôi cứ tùy ý mà làm. Hơn nữa tôi cũng không biết dùng thế nào, thà tặng các sư phụ còn hơn. Đệ tử hiếu thuận thật là đệ tử ngoan của chúng ta. Sau này ai dám bắt nạt đệ tử của ta, lão phu sẽ liều mạng với chúng. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Cô bé này chỉ nhìn 16 tuổi, nhưng lại là một trong số ít thiên vương của cõi tiên. Và hôm nay cô đã đến cõi trần, chỉ vì nghe nói tiên vương Tiêu Phàm cũng đã đến cõi trần. Tiêu Phàm, đứa bé này là... Im mồm đi phàm nhân kia. Nếu cứ quấy rầy nữa, ta sẽ ngay lập tức phong ấn và đưa ngươi trở về cõi tiên. Cô ta cũng là một tiên vương. Đừng nhìn vẻ ngoài chỉ 6 tuổi của cô ta, mà cô ta lớn hơn ta hàng nghìn tuổi. Tiêu Phàm, ngươi xuống trần làm gì? Tu luyện. Không có ngươi ở cõi tiên thật buồn chán, nên ta cũng muốn đến cõi trần cùng tu luyện với ngươi. Được, nhưng chúng ta phải có 3 điều. Ngươi nói trước đã, ta sẽ nghe. Thứ nhất, ở cõi trần không được tự xưng là tiên nhân, phải coi mình như một phàm nhân. Được. Thứ hai, không được gất hại tùy tiện. Cũng được. Thứ ba, ngươi phải nghe lời ta. Ngươi chỉ cần nói điều thứ ba thì được rồi. Hai điều trước có ý nghĩa gì chứ? Được rồi, ta chỉ có một điều kiện. Đó là ngươi phải nghe lời ta. Nghe lời ngươi được. Nhưng nếu ngươi bắt ta làm việc quá đáng, thì ta sẽ chiến đấu với ngươi. Tiêu Phàm, ngươi đang làm gì vậy? Chơi game. Ta cũng muốn chơi. Trẻ con không được phép chơi game. Tiêu Phàm, ta lớn hơn ngươi đấy. Nhưng ngươi trông chỉ như một đứa trẻ. Ngươi không được hóa thần đấy. Ta đã nói rồi, ở cõi trần phải tu luyện, phải coi mình như một phàm nhân. Ngươi từng thấy phàm nhân nào biến hóa được không? Ở tuổi này, các cô bé nên làm gì nhỉ? 6 tuổi thì nên đi học. Ừ, gửi cô bé đi học đi. Nhưng cô bé tên gì nhỉ? Ghi danh cần tên mà. Tên của cô bé ở cõi tiên là một trong những bí ẩn lớn nhất. Không ai biết. Nhưng ghi danh cần tên mà. Vậy thì cứ đặt một cái tên ngẫu nhiên đi. Đặt theo họ của ta, Tiêu, được không? Được. Bởi vì ngươi là một tiên vương, thì nên có một cái tên hùng vĩ một chút. Gọi là Tiêu Đại Bác thì sao? Nghe rất uy lực phải không? Nhưng cô bé là một cô gái mà. Làm sao có thể đặt tên kiểu đó được? Hay là gọi Tiêu Khả Khả đi. Nghe rất dễ thương, phù hợp với tính cách của cô bé. Không tồi đâu, phàm nhân, ngươi đặt cái tên này, bổn vương rất thích. Và cái đầu chọc của ngươi, bổn vương cũng rất thích. Cảm ơn lời khen của tiên vương. Được rồi, vậy trước hết ta sẽ đi làm giấy tờ tùy thân cho cô ta. Đại nhân đã đến. Tôi đang muốn tìm ngài đây. Ông ta sẽ giúp ngươi làm giấy tờ. Tương ứng với đó, ngươi phải giúp ông ta một việc nhỏ. Lão gia, ông cần tôi làm đến mức nào? Đứa trẻ này giống như người lớn vậy. Không cần tôi nói ra thì cũng đã biết ý tôi rồi. Kẻ nào xâm phạm Trung Hoa, dù sao cũng... Được rồi, xong việc. Tôi đã dạy cho họ một bài học nhỏ. Cảm ơn hai vị đã vất vả. Nửa giờ sau, lão Tiêu đã làm xong giấy tờ tùy thân cho Tiêu Khả Khả. Tiễn hai người ra về. Ngay sau đó ông nhận được một cuộc điện thoại, khiến ông phấn khích cười lớn. Tin tức mới nhất từ Hạ Quốc. Chỉ vào hôm qua, tàu chiến của Mẹo Quốc xâm phạm Hạ Quốc, đột nhiên biến mất trên biển. Sau đó có tin từ Mẹo Quốc, chiếc tàu đó đột nhiên rơi xuống từ trên không và rơi vào lãnh thổ Mẹo Quốc. Có người đoán là do người ngoài hành tinh gây ra. Cũng có người nói đó là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với Mẹo Quốc. Nhưng phần lớn cho rằng Mẹo Quốc đã chạm đến làn danh đỏ của Hạ Quốc, nên mới bị đánh trả bởi sức mạnh bí ẩn của Hạ Quốc.
Ngày hôm sau, Tiêu Phàm và Lý Tinh Nguyệt đưa Tiêu Khả Khả đi học. Không ngờ chỉ sau nửa ngày, Tiêu Phàm đã nhận được điện thoại từ trường học. Tiêu Khả Khả đã làm điều gì vậy? Là như thế này, anh trai của Tiêu Khả Khả hôm nay lúc ăn trưa, có một nam sinh muốn cướp đồ ăn của Khả Khả. Khả Khả không chịu, cậu bé đó liền đổ cơm của mình lên đầu Khả Khả. Rồi sao nữa? Khả Khả không đánh trả, cũng không khóc lóc, chỉ nhìn cậu bé đó một cách lặng lẽ. Kết quả lại làm cậu bé đó khóc thét lên, nên chúng tôi đã gọi phụ huynh của cậu bé. Tiêu Phàm, tôi đã nghe lời anh rồi, không đánh nhau. Ta biết rồi. Vậy anh sẽ giúp tôi chứ? Sẽ giúp. Anh là anh trai của Tiêu Khả Khả phải không? Về vụ việc này, vậy các người định giải thích với chúng tôi như thế nào đây? Quỳ xuống xin lỗi. Chỉ đơn giản vậy thôi, anh quá ngây thơ rồi đấy. Ý tôi là bảo các người quỳ xuống xin lỗi. Tôi không nghe nhầm chứ? Anh bảo chúng tôi quỳ xuống. Ngươi còn dám động tay à? Bố của đứa trẻ, cậu ta không động tay, vợ anh tự ngã đấy thôi. Được rồi, nếu hôm nay người không giải thích rõ ràng, thì không ai được rời khỏi đây. Ê, gọi thêm người đến đây, con trai tôi bị bắt nạt rồi. Nhanh lên, đừng đi đâu hết. Đứng yên đó. Tôi là người rất công bằng. Bởi vì ông gọi người đến, vậy tôi cũng gọi người nhé. Hừ, xem người gọi ai được nào. Ôi, đại ca, gì cơ? Em gái anh bị bắt nạt rồi. Được rồi, anh đợi đó. Em sẽ gọi người đến ngay. Alo bố. Em gái của đại ca con bị bắt nạt rồi. Bố gọi người giúp con. Gì cơ, em gái của vị đại nhân đó bị bắt nạt à? Ông Tiền, phải chăng đó là em gái của vị đại nhân mà ông nói đó không? Đúng không nhỉ? Chúng ta đừng nói nhiều nữa. Tôi phải gọi người đến ngay. Những nhà giàu có ngồi đây đều đã biết, gia tộc Tiền có một vị đại nhân hậu thuẫn. Con trai ông ta, con là đệ tử của một trong tứ gia tộc Giang Nam. Nên những người này cũng muốn kết nạp vị đại nhân đó. Vì vậy các nhà giàu cũng đứng dậy, cầm điện thoại gọi người đến giúp. Ê, gọi tất cả vệ sĩ có thể chiến đấu trong nhà đến đây. Đúng, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu ngay. Có một vị đại nhân đang bị bắt giữ ở đó. Thưa lãnh đạo, tôi nghe nói có khủng bố bắt con tin. Bọn khủng bố có chuối đấy ạ. Đúng rồi, có chuối. Nghe nói, chúng là khủng bố từ nước ngoài. Tôi có địa vị gì mà đùa với chuyện như thế được. Đúng đúng đúng, không chỉ có chuối, mà còn có cả bom nữa. Đối phương là một nhóm phần tử nguy hiểm. Những người bên trong nghe này, các người đã bị chúng tôi vây kín rồi. Khuyên các người hãy thả con tin, đầu hàng tự nguyện, sẽ được xử lý khoan hồng. Cái gì vậy? Đối phương là ai vậy? Sao lại huy động nhiều người như vậy? Cảnh sát cơ động có vũ trang cũng được gọi tới. Tôi đã làm phật lòng ai thế này vậy? Cô gái từ lúc sinh ra đã sống trong căn nhà của thú cưng. Bởi vì cha mẹ cô hoàn toàn không coi cô là con người, thậm chí họ còn không đặt tên cho cô. Cho đến một ngày nọ, một vị đạo sĩ đã đưa cô gái đi. Ban đầu tưởng rằng cô gái có thể từ đó sống cuộc đời hạnh phúc, nhưng không ngờ vị đạo sĩ chỉ coi cô là đỉnh đầu, chuẩn bị dùng cô làm thuốc dẫn để luyện đan. Tuy nhiên cuối cùng vị đạo sĩ luyện đan thất bại, nhưng lại trọn vẹn cho cô gái, luyện cô từ lò luyện đan thành tiên siêu phàm bay lên cõi tiên. Đó chính là lý do tại sao cô không có tên. Tiêu Phàm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đặt tên cho ta. Không cần khách sáo, hôm nay cô đã làm rất tốt ở trường. Ta chỉ sợ cô vô tình phá hủy thế giới này thôi, sẽ làm gián đoạn con đường tu luyện của ta. Được rồi, đừng giận nữa. Ta sẽ đưa cô đi ăn thịt rồng. Thịt rồng, anh đã gớt con rồng thật à? Không, chỉ cắt một miếng thịt thôi. Cô có ăn không? Ăn chứ, ta đã thèm con rồng thật đó lâu rồi. Chỉ là chủ nhân của nó hơi mạnh hơn ta một chút, nên ta không dám đụng vào nó. Vậy đi thôi. Được rồi. Xin chào, hôm qua là lỗi của tôi. Tôi đến xin lỗi cậu. Thôi không sao, tôi không trách móc gì đâu. Đi học đi. Vâng, được rồi. Anh trai Tiêu Khả Khả, hôm qua anh không nhận được thông báo trong nhóm mà. Hôm nay trường nghỉ một ngày đấy. Sao lại nhìn ta làm gì? Ta không có điện thoại mà. Anh mua cho ta một cái đi. Người vào nhóm lớp là Lý Tinh Nguyệt. Cô ấy cũng không nói gì hôm nay nghỉ học. Cô giáo kia là sao? Tối qua trường xảy ra chuyện lạ, nên hôm nay mời người đến giải quyết. Hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai đi học bình thường. Được, vậy thì chúng ta về đi.
Tiêu Phàm, vị đạo sĩ đó. Tôi biết, trên người ông ta có vật đó. Ban đầu tôi đã phát hiện ra rồi. Loại vật đó hoàn toàn không thể tồn tại trong trần gian. Huống hồ không phải là người tu luyện mà chỉ là phàm nhân, thì làm sao có thể sở hữu được. Đừng quên rằng, chúng ta đến đây để lịch lãm. Ông ta có vật gì là việc của ông ta. Bảo bố mẹ cậu đến đón cậu đi. Em không có số điện thoại của họ. Tiêu Phàm đành phải quay lại giao cậu bé cho giáo viên. Nhưng giáo viên cũng quá bận rộn không thể trông nom đứa trẻ và liên lạc với phụ huynh. Điện thoại cũng không ai nghe máy. Anh trai Tiêu Khả Khả, hay là anh đưa đứa trẻ về nhà anh trước đi. Khi nào bố mẹ cậu bé gọi lại, tôi sẽ bảo họ đến nhà anh đón con. Ô, cậu là ai vậy? Em tên là Vương Tiêu Phi. Là anh trai Tiêu Khả Khả đưa em về đây. Vậy họ đâu rồi? Tiêu Khả Khả, cậu ấy xì hơi rồi. Anh trai cậu ấy cũng nổ tung rồi, biến thành những ngôi sao nhỏ. Trước đó, ba người vừa về đến nhà, Tiêu Phàm phát hiện có điều bất thường ở Tiêu Khả Khả, nên đã đưa tay chạm nhẹ vào Tiêu Khả Khả. Toàn thân Tiêu Khả Khả liền xẹp lại như xì hơi, khô héo đi. Tiêu Phàm nhận ra, đây là cái xác không hồn do Tiêu Khả Khả tạo ra, nên Tiêu Phàm lập tức hóa thành những đốm sao biến mất. Đuổi theo Tiêu Khả Khả, chỉ để lại cậu bé đứng ngẩn tại chỗ. Chú ơi, cái mà chú đang mặc là cái gì vậy? Ồ, có đứa trẻ ở đâu đến vậy? Người lớn của cháu đâu? Ta hỏi ngươi, có biết cái này là gì không? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Khả Khả. Tiêu Khả Khả, cô đã hứa với ta mà. Nếu thực sự không chịu nổi thì tự về có tiền. Hoặc ta sẽ đưa cô về ngay. Ta biết là ta sai rồi, ta chỉ tò mò thôi. Bởi vì anh dường như có chút e ngại với vật này. Xin hãy đợi một chút. Các người có thể cho tôi biết đây là vật gì không? Tự ông mà không biết à? Đây là bảo vật gia truyền của tôi, nhưng không biết là cái gì. Trước khi qua đời, cha tôi chỉ nói với tôi rằng đây không phải là vật thường. Đây là vật truyền lại từ tổ tiên của chúng tôi. Nói với người cũng vô ích, người cũng không làm gì được. Nếu các người nói cho tôi biết, tôi sẵn lòng tặng nó cho các người. Ông có điều kiện gì? Tôi biết các người không phải người thường, nên hy vọng các người cứu con trai tôi. Được rồi, ông chỉ cần cho con trai ông ăn viên đan dược này là được. Thực ra, chúng tôi cũng không biết đây là cái gì. Chỉ biết cách đây vạn năm trước, ở khắp nơi trong cõi tiên, đột nhiên xuất hiện những miếng đồng xanh này. Đồng thời còn có một lời nhắn. Chỉ cần thấu triệt được bí mật của miếng đồng xanh, thì có thể trường sinh bất tử. Vì thế năm đó cõi tiên xảy ra đại chiến, khiến nhiều vị tiên nhân phải ngã xuống. Đúng rồi Tiêu Phàm, tôi luôn rất tò mò. Vì sao lúc đó anh lại không hứng thú với nó? Không phải không hứng thú, mà là không muốn dính líu nhân quả. Ta đã từng suy đoán qua, vật này không tồn tại trong quá khứ, cũng không tồn tại trong tương lai. Anh đã suy đoán đến mức nào rồi? Ta đã đi từ khởi nguyên của thời gian cho đến tận cùng của thời gian. Trên suốt dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, ta không tìm thấy sự tồn tại của vật này. Nhưng tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Gì cơ? Nguyên lai từ vạn năm trước, Tiêu Phàm đã làm được điều mà chúng ta, những vị thiên vương khác không làm được. Nguyên lai sức mạnh của ý đã vượt xa chúng ta từ lâu rồi. Được rồi, ta sẽ đưa cô về nhà trước. Rồi ta phải về cõi tiên một chuyến. Vài tỷ Ngô Duyệt đại nhân này là sao vậy? Nghe nói là đã đạt được công pháp cơ bản. Mấy ngày nay đang nhập thất tu luyện đấy. Thiên vương đại nhân. Miễn. Ngài tỷ đang nhập thất. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Ái cha, ngon quá. Thiên vương, ngài đã trở về rồi. Ai chà, thiên vương đại nhân. Ta không khỏe. Cuốn tiểu thuyết mà cô bé kia đưa của Nhiên Hiệu Nghiệm. Thiên vương đại nhân, ngài giúp ta xem qua. Ta cũng không khỏe ở chỗ này. Sau khi Tiêu Phàm trở lại nhân gian, hình ảnh của tỷ Vô Nguyệt liên tục hiện ra trong đầu. Dù y cố gắng bình tĩnh, cũng không thể lạnh lùng được, nên Tiêu Phàm lại biến mất. Trở lại cõi tiên, lần này còn đưa Dương Chiến lên theo. Tiêu Phàm, ngươi chơi xong chưa? Đến đây, đánh nhau với ta đi. Ta không đánh với ngươi, ta có việc gấp. Mau đưa ta về đi. Đừng nhiều lời. Tiêu Phàm đè nén tu vi xuống ngang bằng với Dương Chiến. Không đợi y phản đối đã ra tay trực tiếp. Hai người đứng một lúc lâu, Tiêu Phàm mới thấy thoải mái hơn nhiều. Được rồi, hôm nay cảm ơn ngươi. Coi như ta nợ ngươi một người nhân tình. Không sao đâu, lần sau đừng bỏ rơi ta nữa là được. Ta biết trước mà. Tiêu Phàm, ngươi thật là... gấp quá, lại quên mất y rồi.
Đừng khóc nữa, xoái xoái. Lỗi tại Phàm ca rồi. Phàm ca sẽ phục hồi thần trí cho em ngay. Ơ, thần trí không bị tổn hại. Là tu vi bị xóa sạch rồi. Tiêu Phàm, ta hận ngươi. Sau đó Tiêu Phàm đưa Dương Chiến về nhà Triệu Linh. Nhưng không thấy Triệu Linh đâu. Chỉ thấy có một tờ giấy Triệu Linh Nhi để lại. Xoái xoái yêu quý của em. Tối qua, em định để lại một ấn tượng sâu sắc cho anh rồi ra đi. Nhưng như thế này cũng tốt. Dù sao tâm nguyện của chúng ta khác nhau, chúng ta càng ít giao tiếp càng tốt. Ngươi xem, không liên quan gì đến ta cả. Bản thân y đã muốn ra đi rồi. Tiêu Phàm, tiên nhân hay phàm nhân? Thật sự có khác biệt à? Ngươi này, lúc tìm ta đánh nhau, ngươi không nghĩ đến sự khác biệt giữa ngươi và thiên vương à? Giờ lại đây phân vân. Đừng quên trước khi thành tiên, chúng ta cũng là phàm nhân. Y là phàm nhân, ngươi chỉ cần giúp y thành tiên là được. Nhưng con đường tu tiên của ta là nhờ chiến đấu gần chết mới ngộ ra. Ngươi cứ nói thẳng là không thể dạy y tu tiên được không thôi. Vậy ngươi gọi ta một tiếng Phàm ca, ta sẽ dạy Linh Nhi của ngươi. Phàm ca, được rồi. Xoái xoái, chúng ta đi thôi. Chúng ta về cõi tiên. Về cõi tiên làm gì? Để phục hồi tu vi cho ngươi chứ. Dù sao thì cũng phải đấy cho xoái xoái của chúng ta đón vợ về với tư thế toàn thắng chứ. Phàm ca, ngài nói đùa rồi. Nếu không có ngài thì gia tộc Triệu chẳng là gì cả. Nói chuyện nghiêm túc đi. Lần này đến nhà các ngươi chủ yếu là giới thiệu một người cho các ngươi quen biết. Vị đại nhân này là Dương Chiến. Cũng giống như ta. Giống như Phàm tiên nhân vậy. Vậy phải chăng ông ấy cũng là một vị tiên nhân? Nhưng người này luôn cau mày, trông có vẻ không dễ gần lắm. Vậy thì tôi gọi ông ấy là Chiến ca. Ông ấy là ông của Linh Nhi. Vậy ta phải xưng hô ông ấy thế nào đây? Gọi là lão tiền bối hay là xưng hô Triệu lão đệ? Sao ngươi ngẩn ra thế? Người ta đang chào người đấy. Chào ông. Ông là vị tiên vương lâu đời nhất trong cõi tiên và nuôi một con rồng thật hàng 10 vạn năm. Nhưng hôm nay ông lại phát hiện ra con rồng thật của mình đã bị thiên vương Tiêu Phàm cắt lấy thịt. Tiêu Phàm, ngươi dám làm vậy à? Lão Long, ta đến đây rồi. Có muốn nếm thử một miếng không? Con rồng của ta ơi. Ồ, sao lại thơm thế này? Lão Long, có nên cảm ơn ta không? Nếu không phải ta ăn cắp thịt rồng của ông đâu biết được con rồng thật mà ông nuôi ngon đến thế. Ngươi đừng có nói nhiều. Lần này ta tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi còn dám động đến con rồng của ta thì ta sẽ dường như lão phu cũng không làm gì được nó. Đánh cũng không thắng được. Đúng rồi, tại sao hai ngươi lại đến nhân gian thế này? Lão Long, chúng tôi đã tìm thấy miếng đồng xanh đó ở nhân gian và biết được cách sử dụng nó. Chúng tôi đang chuẩn bị sau một thời gian sẽ đi xem thử. Cái gì? Các ngươi thực sự đã tìm thấy vật đó ở nhân gian sao? Sao, lão Long ngươi cũng quan tâm đến vật đó? Đâu có, lão phu chẳng hề quan tâm. Nhớ đừng có động đến con rồng của ta nữa nhé, ta đi đây. Ủa lão Long, sao ngươi lại đến nhân gian nữa vậy? Lão phu suy nghĩ lại, cũng đến nhân gian lịch lãm cùng các ngươi vậy. Ngươi muốn cùng đi xem xét công dụng của vật đó chứ gì? Đúng rồi, lão Long, con rồng thật của ngươi đâu? Không mang theo à? Ta đã mang theo rồi, ta đã biến nó thành cá con và thả vào hồ nước trong phòng kia. Thật à? Vậy tại sao ta không cảm nhận được khí tức của con rồng thật đâu? Không thể nào, nó đang ở trong phòng kia mà. Ngươi đã thả nó vào trong cái này à? Ừ, ta thấy trong đó có nước nên đã thả nó vào đấy. Chẳng lẽ lão Long người không phát hiện ra con rồng thật của mình đã biến mất rồi sao? Làm sao có thể? Đây đâu phải hồ nước gì, đây là nhà vệ sinh đấy. Con rồng của người chắc đã chui xuống đó rồi. Thằng con hoang dã chưa thuần, có cơ hội là muốn chạy trốn. Ngươi không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm thế nào à? Thế giới bên ngoài không nguy hiểm, chỉ khi ở bên cạnh Tiêu Phàm mới không chắc. Hắn dám à? Tiếp tục nói đi. Nếu các ngươi còn dám động đến con rồng của ta thì dù phải hy sinh ta cũng sẽ chiến đấu với các ngươi đến cùng. Vài ngày sau, Tiêu Phàm, Tiêu Khả Khả và Lão Long cùng với Lý Tinh Nguyệt và đệ tử của Tiêu Phàm là Hàn Linh Linh, mọi người đi máy bay đến phương Bắc. Sau đó mọi người nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tối đến, Tiêu Phàm, Tiêu Khả Khả và Lão Long vì buồn chán nên đi xuống tầng dưới khách sạn. Chúng ta xem cái gì ở đây?
Lúc tôi đi xuống thì thấy Tiêu Khả Khả đứng ở đây, nên tôi tò mò cô ấy đang xem gì. Nhìn kìa, có hai người đang cãi nhau. Tôi tò mò về nguyên nhân họ cãi nhau. Nguyên nhân gì? Hai người đang tranh giành trả tiền, rồi cãi nhau lên như vậy. Nhìn kìa, họ đánh nhau rồi. Họ đánh nhau xong rồi, rồi lại ngồi cùng nhau uống rượu. Đây chính là phàm nhân à? Cuộc lịch lãm của chúng ta dường như còn rất dài đấy. Sau khi quan sát một lúc, vì quá buồn chán nên mọi người quyết định đi kiểm tra khu rừng phía bắc trước. Không ngờ mới vào rừng một lúc thì đã thấy một con trốn hoang xuất hiện trước mặt mọi người. Các ngươi thấy ta giống người hay giống tiên? Cái gì thế này? Xem ra cũng chỉ có hơn 100 năm tu vi. Nó đang làm gì thế? Không rõ, thôi bỏ đi, đừng để ý đến nó. Các ngươi thấy ta giống người hay giống tiên? Ta thấy người giống một thằng đáng đạp, ban đầu không tìm được chỗ nên khó chịu, giờ lại cố tình ra đây tìm đòn. Trẻ con đừng nói tục. Nhìn kìa, phía trước có người. Là Lý Tinh Nguyệt. Không phải, tuy trông giống nhau, nhưng cảm giác mà tôi nhận được là khác. Đó là chị của Y, Lý Minh Nguyệt. Tại sao Y lại xuất hiện ở đây? Y đang bị khống chế. Hay chúng ta theo dõi xem nào. Dường như linh hồn của Y không trọn vẹn. Lúc Y còn là hài nhi, đã từng chết một lần, vì một lý do nào đó mà sống lại. Chắc là do nguyên nhân này. Sinh ra đã cầm sao trong tay, ta đã cố gắng hết sức để cho người chết rồi sống lại. Ban đầu ta định biến ngươi thành lò luyện đan tuyệt hảo cho ta, để ngươi giúp ta thành tiên. Nhưng ta đã bị thất vận đồ chém chết, qua đời ở cõi trần. Bởi vì không thể trở thành lò luyện đan cho ta nữa, thì ngươi cũng không cần phải sống nữa. Ngươi. Ô, lại là một miếng đồng xanh nữa. Tiêu Phàm, người đã dò xét linh hồn của y rồi, bây giờ chắc đã hiểu cách sử dụng nó rồi chứ? Về trước rồi nói sau. Tiêu Phàm, nói ngay đi, người đã biết được những gì? Dù các người có tin hay không, ta đã tìm thấy luân hồi trong ký ức của người đó. Nếu có luân hồi rồi thì cần gì phải cầu trường sinh? Ngươi còn nhớ vị đạo sĩ giả dối kia không? Ta nghĩ y đã sống đến kiếp thứ hai rồi, chỉ là luân hồi không trọn vẹn, khiến y hiện đang ở giữa ranh giới sống và chết. Vậy kiếp trước y là một tồn tại như thế nào? Không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng trên thế giới này từng có người muốn biến truyền thuyết thành hiện thực, nhưng đã thất bại, hoặc là ba vị đại nhân. Các ngươi là thiên đạo của thế giới này. Ba vị đại nhân, xin đừng tìm hiểu sâu hơn nữa. Ngươi đang cảnh cáo chúng ta đấy à? Không dám, ba vị đại nhân. Việc này liên quan rất lớn. Tại hạ chỉ lo ngại cho ba vị, phải chăng sợ ta phát hiện ra điều gì? Chẳng hạn, như thế giới nhỏ bé này vốn có luân hồi, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà nay đã mất đi. Đại nhân, luân hồi là điều tối kỵ, tuyệt đối không được xâm phạm. Hình như ngươi đã sống quá lâu rồi, đã nuôi dưỡng tâm tư riêng tư, vô vi thiên đạo. Thế giới này ra đời nhờ ta, gìn giữ thăng bằng chỉ là nhiệm vụ vô tri mà thôi. Hừ, thiên đạo nhỏ nhen, lúc trước vì chính đạo, lão phù đã gất một vị thiên đạo, mà còn là thiên đạo của một thế giới lớn nữa. Thế giới ra đời nhờ ngươi ư? Ngươi nói ngược rồi đấy. Gất ngươi đi, thế giới này sẽ ngay lập tức có thiên đạo mới. Ngươi không thể tác động gì đến thế giới này cả. Lòng ta vẫn vì ba vị đại nhân tốt, nhưng nếu các ngươi cứ ngoan cố như vậy thì ta cũng không cần khuyên bảo nữa. Hắn tự tan biến rồi. Sự việc nhỏ bé này hình như không đơn giản chút nào. Chào anh. Tiền Tử Vân, sao anh lại đến đây? Quê nhà tôi ở đây mà. Chỉ là bố tôi đi buôn bán ở Lâm Hải thôi. Vậy anh đến đây là? Tôi không phải thấy cô đăng lên nhóm bạn bè là đến đây à? Nên tôi cũng vội vã chạy đến đây. Đại ca đã đến quê em rồi, tất nhiên em phải làm tròn vai trò chủ nhà chứ. Thôi đi, quên chặn anh mất rồi. Đại ca đến đây du lịch à? Ừ, nghỉ hè rồi. Đưa Tiêu Khả Khả đến chơi và làm vài việc. Khách sạn này là của nhà em, anh muốn ở bao lâu thì ở. Có gì cần, anh cứ nói. Tiên Tử Văn, khách sạn nhà ngươi tồi thật đấy. Sao lại bị cúp nước vậy? Lý Tinh Nguyệt vì đi ra ngoài đội tóc giả nên không tiện, nên đã bảo Tiêu Khả Khả tết tóc cho cô ấy. Ồ, quên không nói với các người, tối nay làng sẽ cúp nước, phải đợi sáng mai mới có.
Vậy tôi đang gội đầu dở, thì làm sao đây? Sau nhà có một giếng. Đi múc nước đun nóng rồi gội đi. Rắc rối rồi, đây là sân tâm manh đơn của Tiêu Khả Khả. Trước đó Lý Tân Nguyệt nhờ Tiêu Khả Khả giúp. Muốn cùng Tiêu Phàm nên duyên vợ chồng. Nên Tiêu Khả Khả đã đưa cho cô ta một viên đan dược, nhưng vẫn chưa sử dụng. Không ngờ lúc này lại rơi xuống giếng. Chắc không sao đâu. Lý Tinh Duyệt, viên đan ta đưa cho cô đâu rồi? Rơi xuống giếng mất rồi. Cô không biết người dân làng uống nước giếng à? Tôi chỉ vô tình thôi mà. Vậy liệu có gây ra rắc rối gì không? Chắc không đâu. Tối đa cũng chỉ là năm sau. Làng sẽ có một lứa trẻ mới thôi. Chắc chắn sẽ có thai à? Đan dược này ban đầu là ta luyện cho Lão Long, để giúp con rồng thật của ông ta giao phối, nên tất nhiên sẽ có công hiệu đó. Tối qua ông chồng nhà tôi không hiểu sao, già mà cứ như thanh niên ấy. Nhà tôi cũng vậy, tôi đã gần nửa năm không biết mùi vị đó là gì rồi. Tối qua cảm giác như trở lại thời trai trẻ ấy. Chỉ nửa năm thì có gì đâu. Chồng tôi đã gần chục năm chưa động đến tôi rồi. Tối qua làm tôi mệt lử. Các người có gì đâu. Chồng tôi đã 30 năm không nghĩ đến chuyện đó rồi. Bà thất, đã 80 tuổi rồi đấy à? Chịu nổi không vậy? Ôi trời ơi, còn ngon lành lắm. Hỏng bét rồi. Liệu có mạng người bị mất không? Những người già cả đó tuổi đã cao lắm rồi. Không sao đâu, không ai chết đâu. Các người không biết, ta là ai à? Cô là Tiêu Khả Khả đấy. Ta nói biệt danh kia kìa. Cái vang dội nhất ấy. Tiêu đại bác. Lý Tinh Nguyệt, muốn chết hả? Biệt danh vang dội nhất của ta là Thiên Vương. Ta là Thiên Vương. Thiên Vương Tiêu Phàm xuống trần gian lịch luyện. Vô tình phát hiện thế gian có manh mối về luân hồi. Đồng thời ở một làng phía Bắc, gặp một kẻ điên đáng ngờ bị mọi người tránh xa. Vốn là trò 6 năm không đáng xu nào. Ngờ đâu một chiêu thành tiên. Lừa lọc nhau suýt mất mạng. Tu luyện tâm sát thế gian. Đứng lại, ngươi là ai? Sao vậy, Khả Khả? Ngươi hắn vừa nói là ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao biết chuyện của ta? Dù sinh trong nhà giàu sang, nhưng số mệnh mỏng manh một sớm. Khả Khả, đừng gây chuyện trước người. Cô cũng nghe rồi đấy. Rõ ràng không quen biết hắn, nhưng lại có thể hát về ta và cô. Cô buông hắn ra đã, hỏi cho rõ. Hắn là kẻ điên. Ừ, linh hồn tàn tạ. Theo lý mà nói không thể còn sống được. Hắn từ một làng biên giới phía trước đến. Làng họ trong vòng một năm ngắn ngủi, lần lượt chết hết. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Tiêu Phàm, người biết hắn à? Hôm qua khi chúng ta vào làng hắn đã ở đó. Chỉ là các cô không để ý. Lúc đó ta thấy hắn có gì đó kỳ lạ, nên đã suy đoán một chút. Biết được một số chuyện về hắn. Cả làng trong vòng một năm, lần lượt chết hết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trong làng đều bị cướp đi vận khí. Những vận khí đó đều được ép lên người. Chàng trai có hôn ước với cô. Sao lại là hắn nữa? Anh Phàm, anh không nói chuyện này đã không liên quan đến em rồi sao? Đúng vậy, đây chỉ là một số việc kết thúc thôi. Thực ra cũng không ảnh hưởng gì đến các cô. Không cần để ý. Sao Long Gia không cùng đến? Có vẻ ông ấy không muốn dính líu đến chuyện này. Tiên Vương, ta cứ tưởng người đã chết. Khi đó ta theo lệnh của Tiên Vương Ni, đi điều tra tung tích của ký ức ngày đó, rồi truy đến cái giếng cạn này. Kết quả gặp được một người, tiên nhân từ tiên cảnh. Sau khi ta theo hắn nhảy xuống giếng, thì phát hiện không thể ra được nữa. Bên dưới có gì? Bẩm Tiên Vương, bên dưới này cũng không có gì chính xác để nói. Ở dưới đó ta không nghe thấy gì cả. Không nhìn thấy gì cả. Dường như mọi cảm giác đều bị tước đoạt. Ngay cả thời gian trôi qua cũng không cảm nhận được. Cho đến khi Thiên Vương cứu ta ra. Thôi được, ngươi chỉ bị giam vài ngày thôi. Ta sẽ đưa ngươi về tiên giới ngay. Tạ ơn Tiên Vương. Chúng ta xuống xem thử. Sao, không phải ngươi tò mò? Tại sao tiên điên đó lại biết thân phận của ngươi sao? Câu trả lời có thể ở dưới này. Đi thôi.
Tiêu Phàm và Tiêu Khả Khả xuyên qua dính cạn, đến một thế giới mới. Nơi này rất đặc biệt, có thể chặn cảm giác của người, nhưng vô dụng với cường giả như Tiêu Phàm và Tiêu Khả Khả. Tiêu Phàm phóng thần thức ra ngoài, phát hiện không gian ở đây còn lớn hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Có khả năng nơi này mới là thế giới ban đầu, còn bên ngoài chỉ là một phần của nó. Có thể. Tiêu Phàm, ta cảm thấy thế giới này rất cổ xưa. Đúng vậy, dường như tồn tại lâu hơn cả tiên giới rất nhiều. Hai vị, xin hãy quay về. Ở đây không có thứ hai vị muốn. Người này không thuộc thời đại này. Ta đã nhìn ra, hắn đến từ tương lai. Ngươi biết ta muốn gì sao? Nếu ngươi không nói, thì đừng can thiệp chúng ta. Đừng ép ta ra tay, qua đánh ngươi một trận. Ta không tồn tại trong thời đại của ngươi. Ngươi hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến ta. Đừng nói chi là ra tay. Vậy ngươi có muốn thử không? Ngươi thật sự nghĩ mình đã vô địch rồi sao? Thật sự nghĩ đời sau không ai mạnh hơn ngươi sao? Vậy thì thử xem. Ta cũng tò mò, người đời sau có thể tu luyện đến mức nào. Hắn lại có thể vượt qua dòng sông thời gian. Chân thần tiếp cận ta, ta nhiều lắm chỉ có thể dựa vào dòng sông thời gian để hiện hiện mình ở quá khứ. Thực lực của Tiêu Phàm của nhân danh bất hư truyền, ta không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm, ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng có những việc vốn không nên xảy ra. Ta cũng chỉ muốn để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó mà thôi. Ngươi biết ta, tự nhiên cũng biết. Cường giả đời sau, không ai không biết ngươi. Vậy nên, ngươi biết ta đến đây tìm kiếm gì chứ? Đây là nơi nào? Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Phàm, người đàn ông vẫn im lặng vì hắn sợ nói quá nhiều sẽ thúc đẩy một việc hắn không muốn thấy phát triển. Ngươi không nói, ta sẽ tự qua hỏi ngươi. Ta không phải không nói, mà là nói ra sẽ tạo ra nhân quả lớn đến mức ta không thể gánh vác. Dù ta có quá gắt ngươi trong quá khứ, cũng không ảnh hưởng gì đến ta hiện tại. Vậy nên, ngươi gánh vác nhân quả liên quan gì đến ta? Ủa, Tiêu Khả Khả đâu rồi? Quá đáng sợ. Chỉ nói chuyện với hắn vài câu mà ta đã toát mồ hôi hết cả người. Nơi này không nên ở lâu. Tiêu Phàm, ngài xem, ở đây có xương rồng. Ừ, và khi còn sống thực lực rất mạnh, huyết mạch vượt xa con rồng thật của Long Gia. Đây có thể là một con tổ long. Cái đầu lâu này tìm thấy ở đâu? Bên kia, trông dưới cát vàng. Nhưng ta chỉ tìm thấy cái đầu lâu này thôi, không có thứ gì khác. Chúng ta về thôi. Cô không muốn biết tại sao tên điên đó lại hiểu quá khứ của ngươi sao? Biết thì biết thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Được rồi. Chúng ta mới vào đó chưa đầy 2 tiếng phải không? Bên ngoài trời đã tối rồi. Có vẻ thời gian ở thế giới đó chậm hơn, nhưng điều này cũng bình thường. Nếu tốc độ thời gian giống với thế giới này, thì ta đã không suy đoán ra được. Các người đang làm gì vậy? Là anh Phàm và Khả Khả. Các người chưa chết à? Xì, cái gì mà chết với không chết? Các người có ý gì vậy? Hai người đã biến mất 1 tháng rồi. Ngay cả Long Gia cũng không tìm ra tung tích. Nên Long Gia nói, có thể các người đã quy tiên rồi. Tiền Tử Văn còn tổ chức cho các người một đám tang rất hoành tráng. Sao? Chúng tôi biến mất 1 tháng. Đại ca, các người yên tâm. Đám tang đó rất hoành tráng. Tổ chức suốt 7 ngày 7 đêm. Cả làng đều đến ăn tiệc. Và tôi còn mua cho các người 2 tấm bia mộ sang trọng. Sư tôn, thầy còn sống thật là tốt quá. Tiêu Khả Khả, cô lại sao vậy? 1 tháng nghỉ hè của ta đã mất rồi. Ta còn chưa được chơi đã đời nữa.